Nga chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công trả sốc ra, binh sĩ Kiev rút lui ở Akhanhensk. Đơn vị pháo binh toàn người cao tuổi tình nguyện hỗ trợ lính Ukraine trên tiền tuyến. Lòng yêu nước của người Ukraine đứng trước ranh giới sinh tử. Cỗ máy quân sự của Nga tăng cường sản xuất vũ khí ra tiền tuyến. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo kênh Military Summary đưa tin, ngày 3 tháng 5, quân đội Nga đã chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công trả sốc ra. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ukraine đã triển khai một trong những tiểu đoàn tốt nhất của mình tới khu vực, nơi lực lượng tinh nhuệ của Nga đang giao tranh với quân đội hàng đầu của Ukraine. Theo kênh Riba, trên hướng Bakhmut, giao tranh đang diễn ra ở vùng lân cận trả sốc ra. Lực lượng Moscow đang củng cố hai bên sườn và mở rộng vùng kiểm soát tại khu bảo tồn động vật hoang dã Stupki Holubivsky 2. Cùng ngày 3 tháng 5, kênh Surijakmap cho biết tại phía bắc Avdiivka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát các chiến hào mới ở phía bắc Keramik. Ngoài ra, lực lượng Kiev đã rút chạy khỏi phần phía bắc của Akhanhensk và hệ thống chiến hào liền kề. Kênh Riba cho biết lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong khu vực Novokalinove và Ucheritine. Trong khi đó, lực lượng Kiev tháo chạy hàng loạt khỏi Akhanhensk. Theo kênh Ritovka đưa tin, lực lượng Moscow đang tấn công các khu vực mới theo hướng Kubiang. Mặt trận này lại bắt đầu hoạt động tích cực, nóng lên trông thấy trong 24 giờ qua. Cụ thể, quân đội Nga đang khiến Ukraine bối rối do không biết các kế hoạch tiếp theo của đối phương là gì. Lực lượng Kiev trước đó cho rằng, trong tương lai gần, Avdiivka vẫn là hướng phát triển chính, nhưng Moscow lại bất ngờ tấn công mạnh ở Kubiang. Giờ đây, binh sĩ Moscow đang tiến về Sinkovka, đã gia nhập các đơn vị tấn công các vị trí của đối phương ở Kislovka. Họ đang bỏ qua ngôi làng này từ phía đông, bởi một cuộc tấn công trực diện vào khu vực đông dân cư sẽ là một quyết định phi lý do khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, cảnh quan khiến việc đánh vỗ mặt trở nên nguy hiểm. Việc các đơn vị Moscow tiếp cận bên sườn Sinkovka diễn ra bình tĩnh và tương đối an toàn. Điều này sẽ trở thành đòn quyết định vào các vị trí của Ukraine trong khu vực này. Kênh Riba cho biết, sự tiến bộ của quân đội Nga được quan sát thấy ở khu vực Kotliarovka, Kitlovka, nơi các mũi xung kích của họ đã tiến tới vùng ngoại ô Kitlovka, trong khi Ukraine được cho là đang rút lực lượng khỏi khu định cư. Giao tranh vẫn đang diễn ra và Nga đã giành được nhiều vị trí hơn sau một cuộc tấn công. Trên các mặt trận khác, theo kênh Riba, lực lượng Moscow tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở sản xuất và tầng của quân đội Ukraine. Các mục tiêu và điểm triển khai của đối phương đã bị tấn công ở một số khu vực. Ở phía nam Kharkov, Nga đã phá hủy hệ thống phòng không Iris-T do Đức chế tạo và các cuộc tấn công bổ sung của UAV Lancet đang nhắm vào thiết bị của Ukraine trong khu vực. Đổi lại, lực lượng Ukraine cũng hoạt động tích cực dọc biên giới, phá hủy các thiết bị của Nga. Tại phía nam Krasnohorivka, lực lượng Moscow đang tập trung vào các cánh đồng bị chia cắt bởi một hồ nước, nơi có khả năng bao vây đối phương. Theo hướng Vuleda, sau khi củng cố ở Novomikhailivka và khu vực xung quanh, lực lượng Moscow đã tiến hành trinh sát để phát triển về phía Parakovivka. Ở vùng Kherson, các cuộc tấn công bằng pháo binh, bom FAB và máy bay không người lái của Nga đang gia tăng đều đặn. Theo Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 97 cuộc đụng độ xảy ra ở mặt trận, hầu hết theo hướng Avdiivka. Đối phương phóng 2 tên lửa, thực hiện 65 đợt không kích và 12 đợt tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kubiang, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Báo cáo có đoạn, trong ngày, không quân của lực lượng phòng vệ đã tấn công 13 khu tập trung quân nhân và 3 điểm kiểm soát. Các đơn vị tên lửa đã đánh bại một điểm kiểm soát của đối phương. Dù không được hỗ trợ chính thức, nhưng một đơn vị pháo binh tự phát phần lớn là người cao tuổi đã tình nguyện hỗ trợ lính Ukraine ở tiền tuyến đối phó Nga. Theo đó, ông Oleksandr Taran, 68 tuổi, là chủ huy một lực lượng quân tình nguyện Ukraine mang tên Step Wolves. Lực lượng này có hàng chục người, phần lớn đã hơn 60 tuổi, bị coi là quá già để có thể nhập ngũ, song vẫn muốn chiến đấu. Họ còn bao gồm một vài thành viên trẻ tuổi, không đủ điều kiện sức khỏe để gia nhập quân đội. Đơn vị Step Wolves hoạt động phía sau tiền tuyến với vũ khí là các bệ phóng rocket gắn trên xe tải, nhận lệnh từ các chỉ huy trên chiến trường và phối hợp với các binh sĩ khác, dù không phải đơn vị chính thức của quân đội Ukraine. Lực lượng này hoạt động bằng tiền quyên góp. Các binh sĩ ở tiền tuyến chuyển cho họ vũ khí thu được từ Nga và đạn dược hỏng. Họ sau đó tự sửa chữa để dùng. Taran, người có biệt hiệu ông nội, nói: "Chúng tôi xoay sở được nhờ có lương hưu."
khi phóng viên Reuters tới thăm cơ sở của Stepwolf tại tỉnh miền nam Zaporizhia. Họ đang chuẩn bị đạn rocket Grad 122mm cho một đơn vị khác. Thành viên 63 tuổi có hô hiệu Zoro cho hay: "Các chỉ huy rất vui khi có thể cung cấp mục tiêu cho chúng tôi nhắm bắn. Họ cố gắng chuyển cho chúng tôi đạn dược bằng mọi cách có thể." Ông Taran cho biết đơn vị của ông đang cố gắng chính thức gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine để có thể trực tiếp nhận đạn dược và lương thực quân đội, song chưa thành công. Nhiệt huyết chiến đấu của lực lượng Stepwolf trái ngược với thực trạng tuyển quân hiện nay của Ukraine. Trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Kiev đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực huy động thêm binh sĩ do không còn nhiều người muốn nhập ngũ. Theo nhận định của giới phân tích, Ukraine cần phải nhanh chóng giải quyết bài toán thiếu nhân lực để có thể ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga ở mặt trận phía đông. Đầu tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê chuẩn dự luật cho phép quân đội có thể triệu tập thêm binh sĩ và tăng cường hình phạt với hành vi trốn quân dịch. Độ tuổi huy động quân cũng giảm từ 27 xuống 25. Dự luật ban đầu có kế hoạch cho phép các binh sĩ phục vụ từ 36 tháng trở lên được về nhà nghỉ ngơi trước khi quay lại tiền tuyến, song điều khoản này đã bị loại bỏ ở phiên bản cuối. Theo ông Taran, người đã chiến đấu kể từ khi giao tranh bùng phát tại miền đông Ukraine hồi năm 2014, chính sách cưỡng ép nhập ngũ khó có thể thay thế được việc tuyển mộ các tân binh thực sự muốn cầm súng. Ông nói, cứ cầm gậy tấn công người đó nếu muốn, nhưng anh ấy sẽ không chiến đấu. Khi thực sự muốn, anh ấy sẽ sẵn sàng cầm súng trong 100 năm để hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt đối thủ. Khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài, sự kiên định của những cộng đồng Ukraine trong cuộc chiến với Nga dường như đang dần có dấu hiệu lung lay khi giao tranh trên tiền tuyến ngày càng trở nên khốc liệt. Theo tờ The New York Times, lòng yêu nước của một cộng đồng ở miền Tây Ukraine vốn kiên định trong cuộc chiến với Nga đang bị thử thách khi đứng trước ranh giới sinh tử. Trời chạng vạng tối, Thiếu tướng Kirilo Visivani của quân đội Ukraine bước vào sân ngôi nhà thời thơ ấu của ông ở Tulipi, một ngôi làng ở thành phố Khodorip, tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine, sau khi em trai ông cũng là một người lính vừa qua đời. Khi nhìn thấy mẹ ông đang khóc trong phòng khách, Thiếu tướng Visivani nói: "Tôi biết là mẹ tôi sẽ đến thăm mộ em tôi mỗi ngày." Ông Visivani đã nói đúng, nhưng ông không ngờ rằng ngay cả bản thân ông cũng sẽ chẳng thể ở bên để an ủi mẹ ông. Vài ngày sau tang lễ, vào tháng 3 năm 2022, Thiếu tướng Visivani đã ngã xuống trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một căn cứ quân sự của Ukraine. Mộ ông nằm bên cạnh mộ em trai mình. Anh em nhà Thiếu tướng Visivani là những người Dulibi ngã xuống đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, thêm 44 binh sĩ Ukraine ở Khodorip đã ra đi, cao hơn 4 lần so với số người qua đời tại địa phương trong cuộc chiến chống phe ly khai được Nga hậu thuẫn 8 năm trước đó. Đối với làng Dulibi nói riêng và thành phố Khodorip, nơi có tổng dân số khoảng 24.000 người nói chung, việc chờ đợi thông báo về những người kế tiếp tử trận để tổ chức tang lễ đã trở thành một thông lệ đầy cay đắng. Bà Natalia Putna, chị gái của Thiếu tướng Visivani chia sẻ: "Bây giờ mọi người đều biết về loại quan tài, quy trình, thủ tục trong tang lễ chiến sĩ tử trận. Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, số dân của thành phố Khodorip tử trận trên chiến trường ngày càng nhiều. Sự ra đi gần đây nhất là chàng thanh niên Naza Jankevich, 19 tuổi. Binh sĩ Jankevich ngã xuống khi Ukraine thất thủ ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Chị gái của cậu thanh niên Jankevich, cô Maria Jankevich cho biết, từ lúc 9 tuổi, Jankevich đã mong muốn lớn lên sẽ ra trận sau khi dự lễ tang của ông Roman Tochin, một nhà hoạt động ở địa phương. 10 năm sau ngày dự tang lễ, binh sĩ Jankevich đã ra đi mãi mãi. Những câu chuyện cảm động về người lính Ukraine xuất thân từ thành phố Khodorip không đủ để xoa dịu sự chia rẽ đã bắt đầu hình thành trong người dân nơi đây. Giữa những gia đình có thành viên trốn quân dịch hoặc trốn ra nước ngoài với những gia đình có người thân đang chiến đấu ở tiền tuyến. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, trước khi có tin về những người tử trận đầu tiên, người dân ở các cộng đồng trên khắp Ukraine đã đổ xô đến các văn phòng để đăng ký tham gia chiến đấu. Thành phố Khodorip, nơi vì những gia đình có lịch sử lâu đời đấu tranh cho nền độc lập của Ukraine, cũng không ngoại lệ. Đến năm 2023, hàng dài người xếp hàng tại các văn phòng quân dịch trên khắp Ukraine dần biến mất vì hầu hết các tình nguyện viên đã ra trận. Các tân binh được triệu tập từng đợt dựa trên nhu cầu của quân đội đối với nam giới từ 27 đến 60 tuổi. Dần dần, do tình trạng thiếu quân, một số văn phòng nghĩa vụ quân sự thậm chí đã cưỡng chế người dân tham gia chiến đấu. Trong 6 tháng qua, chiến thuật điều động cưỡng bức được thực hiện thường xuyên và lên đến đỉnh điểm trong tháng 4 khi chính phủ quyết định hạ tuổi nhập ngũ xuống 25. Theo dữ liệu của chính quyền thành phố Khodorip, tính đến tháng 3 năm nay, khoảng 600 người dân địa phương đang phục vụ trong quân đội,
một số người trong số họ nhập ngũ không tình nguyện. Người dân ở Khodorip nói rằng, từ khi việc bắt buộc nhập ngũ trở nên khắt khe, nhiều nam giới trong thành phố bắt đầu tránh ra ngoài vào ban ngày. Ông Bodan là một nhân viên trường học nói với The New York Times rằng, mọi người đều sợ hãi, không ai muốn ra đi. Nhiều thân nhân của những người lính đang chiến đấu hoặc đã tử trận ở chiến trường cho biết, trong 2 năm qua, họ đã bắt đầu phẫn nộ với những người được cho là rời quân ngũ nhờ hối lộ, trong khi con em của họ phải tiếp tục chiến đấu. The New York Times dẫn nguồn tin từ một trung tâm nghĩa vụ quân sự tại thủ đô Kiev cho biết, giá cho mỗi người thoát nghĩa vụ quân sự là từ 1.000 đến 10.000 đô la Mỹ. Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải 24 người đứng đầu các trung tâm nghĩa vụ quân sự vì nhận hối lộ. Ông Petro Panat là lãnh đạo đơn vị bảo vệ lãnh thổ, một đơn vị quân đội đặc biệt được thành lập trong những ngày đầu của cuộc chiến để bảo vệ cộng đồng địa phương, cho biết 10 trong số 30 người của đơn vị đã nhận được giấy miễn trừ quân dịch hợp pháp. Việc miễn trừ dành cho những cá nhân có vấn đề sức khỏe hoặc cần phải chăm sóc người thân. Nếu giao tranh vẫn tiếp diễn và tình trạng trốn nghĩa vụ vẫn xảy ra, sự phẫn nộ từ những cộng đồng như Khodorip chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng và gây khó cho quân đội Ukraine trong bối cảnh thiếu nhân lực hiện nay. Thời gian qua, Tập đoàn Quốc phòng đình đám nhất của Nga Rostech đã tăng cường sản xuất vũ khí cho tiền tuyến. Người đứng đầu Tập đoàn Quốc phòng Rostech Sergei Chemerov cho biết, Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022. Ngoài ra, ông Chemerov cho hay, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022. Trong cuộc họp hôm 3 tháng 5, ông Chemerov nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin rằng khoảng 80% vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp. Tập đoàn được thành lập năm 2007 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, có sự tham gia của hơn 800 tổ chức nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Giám đốc Rostec cho biết, so với năm 2022, việc sản xuất và tân trang xe tăng tại các nhà máy của chúng tôi đã tăng gấp 3,5 lần và xe bọc thép hạng nhẹ tăng gấp 3 lần. Sản lượng pháo tự hành đã tăng gấp 10 lần, trong khi số lượng pháo xe kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống hỏa lực phóng loạt MLRS đã tăng gấp đôi. Sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Ông Chemezov cho biết, số lượng rocket không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần. Theo người đứng đầu Rostec, các loại thiết bị mới cũng đã được đưa tới chiến sự thử lửa, chẳng hạn như hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 có khả năng khai hỏa bằng đầu đạn nhiệt áp và được sử dụng rộng rãi trong tác chiến. Các hệ thống giải mìn từ xa Zemledelager cũng đang được sản xuất, cũng như đạn dẫn đường Krasnopol, UAV Kuk và tên lửa dẫn đường cho máy bay không người lái. Ông cho biết, Rostec cũng đang hợp tác với Tổng công ty tên lửa chiến thuật KTRV để trang bị bom hàng không tiêu chuẩn với các mô đun lượn và hệ thống dẫn đường. Nga đã triển khai biên đội máy bay Tu-95MS và Su-30, Su-35S trên vùng trời gần bang Alaska, khiến không quân Mỹ điều động F-16 giám sát. Theo đó, ngày 3 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai oanh tạc cơ chiến đấu Tu-95MS của Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên không phận quốc tế ở biển Bering, gần bờ biển phía tây bang Alaska của Mỹ. Biên đội được hộ tống bởi tiêm kích Su-30SM, chuyến bay kéo dài trong hơn 11 giờ. Hình ảnh được quân đội Nga công bố cho thấy biên đội Tu-95MS xuất phát từ căn cứ lúc rạng sáng. Một chiến đấu cơ F-16 của phi đoàn tiêm kích đánh chặn số 18 Không quân Mỹ liên tục bám sát ở bên phải chiếc Tu-95MS khi nó hoạt động gần Alaska, trong khi tiêm kích hạng nặng Su-30SM và Su-35S Nga giám sát phía sau. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Không quân chiến lược Nga thường xuyên hoạt động trên vùng trời quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương. Mọi chuyến bay đều tuân thủ chặt chẽ quy định quốc tế về sử dụng vùng trời. Cùng ngày 3 tháng 5, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD thông báo phát hiện 4 máy bay quân sự Nga trong vùng nhận dạng phòng không Adit, Alaska. NORAD cho hay, các phi cơ luôn ở trên không phận quốc tế, không xâm phạm vùng trời của Mỹ và Alaska. Hoạt động của lực lượng Nga trong Adit, Alaska diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa. Adit là vùng trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định và buộc máy bay dân sự khi tiến vào phải thông báo, nhận dạng, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia, vùng lãnh thổ đó. Adit không phải không phận, nhưng theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường gửi thông báo trước khi tiến vào Adit nước khác nhằm tránh những vụ đụng độ bất ngờ. Kể từ năm 2007, phi cơ quân sự Nga liên tục tiến vào Adit, Alaska.
khu vực kéo dài khoảng 200 hải lý ngoài khơi bờ biển phía tây bang này. Mỹ thường xuyên điều tiêm kích theo dõi, nhưng phi cơ Nga chưa từng xâm phạm không phận Mỹ. Hai bên tiến hành hoạt động tiếp cận, áp sát một cách chuyên nghiệp và an toàn. Ngày 3 tháng 5, Tổ chức Ý kiến Công chúng FOM đã công bố kết quả khảo sát về mức tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, công việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin được 83% người đánh giá tích cực. Một số lượng công dân tương tự 83% cũng bày tỏ sự tin tưởng vào Tổng thống Nga. Ngoài ra, 58% số người được hỏi cho rằng chính phủ Nga đang làm tốt công việc của mình. Cuộc khảo sát hàng tuần được thực hiện từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024, với 1,5 nghìn người trả lời trên 18 tuổi, từ 104 khu định cư ở thành thị và nông thôn ở 53 đơn vị cấu thành Liên bang Nga. Trước đó, ngày 21 tháng 3, Tổng thống Putin đã cảm ơn người dân Nga đã ủng hộ cuộc bầu cử Tổng thống. Ông nhấn mạnh, đối với ông, sự ủng hộ của người dân quan trọng hơn chiến thắng chính thức trong cuộc bầu cử. Nhà lãnh đạo Nga hứa rằng ông sẽ làm mọi cách để chứng minh mức độ tin cậy cao của người Nga và đảm bảo rằng các dự án và chương trình quốc gia quy mô lớn sẽ được thực hiện. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, tổ chức VTSIOM cho biết hơn một nửa người Nga đã vinh danh ông Putin là chính trị gia của năm. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nằm trong top 3. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 3 tháng 5, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống mới vào ngày 7 tháng 5 tới. Theo một nguồn thạo tin, chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5. Nguồn tin này cho biết thêm, thời gian cho chuyến công du có thể thay đổi đôi chút, nhưng ngay cả khi như vậy, chuyến thăm Trung Quốc sẽ là chuyến đi công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Putin sau lễ nhậm chức tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Hồi cuối tháng 4 năm nay, chính ông Putin cũng cho biết ông có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5. Trong bài phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Moscow, ông Putin nói, chuyến thăm đã được lên kế hoạch vào tháng 5. Tuy nhiên, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trả lời câu hỏi của Bloomberg, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, thời gian của chuyến thăm sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Trung Quốc dự kiến diễn ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn thành chuyến thăm đầu tiên tới các nước trong Liên minh châu Âu EU sau 5 năm. Ông Tập dự kiến sẽ đến Pháp, Serbia và Hungary trong chuyến công du bắt đầu từ ngày 5 tháng 5. Trong đó, cuộc chiến Ukraine có thể sẽ là một trong những vấn đề chú trọng trên bàn thảo luận. Lần gần đây nhất ông Putin đến thăm Trung Quốc là vào tháng 10 năm 2023 để tham dự một diễn đàn về sáng kiến vành đai, con đường. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với Nga khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt với Moscow vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi phương Tây chỉ trích cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Trung Quốc là một trong số các quốc gia đã chúc mừng ông Putin đắc cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Việc có thể nhận được tới 10 khẩu đội Patriot và vài chục tiêm kích F-16 được cho là sẽ giúp người Ukraine nuôi hy vọng tạo ra được một bước ngoặt trong mùa hè này. Mới đây, tờ báo Israel, The Jerusalem Post đã tiết lộ thông tin gây sốc là chỉ có 25% số đạn tên lửa phòng không Patriot của Mỹ đánh chặn được tên lửa Iran, còn lại đều là bắn trượt. Trong cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel, chỉ 1/4 số tên lửa Patriot của Mỹ chỉ có 2 trong số 8 tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu. Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Israel đã hoạt động hết sức hiệu quả khi có tới 90% tên lửa đánh chặn đã hạ gục được tên lửa của Iran. Lực lượng phòng vệ Israel IDF bắt đầu biên chế tên lửa Patriot sau bị sản xuất từ năm 1991 và sở hữu 10 khẩu đội MIM-104E, còn gọi là Patriot Park-2 Game T và phiên bản nâng cấp sâu là Game Cộng, sở hữu những tính năng như phiên bản Park-3 hiện đại nhất của Washington với khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách xa tới 160 km. Tuy nhiên, giới quân sự Tel Aviv thừa nhận rằng hệ thống Patriot chỉ chặn được 10 mục tiêu trong vòng 10 năm qua. Trong đó có vụ bắn hạ chiếc tiêm kích Su-24 Syria xâm phạm không phận Israel năm 2018, còn phần lớn trong số đó là những lần không hoàn thành nhiệm vụ. Hồi tháng 7 năm 2016, tổ hợp Patriot phóng hai tên lửa về phía UAV không rõ của quốc gia nào trên vùng trời Israel nhưng không trúng đích. Sự việc tương tự tái diễn hồi tháng 6 năm 2018, khi một quả đạn Patriot bắn trượt UAV Syria gần biên giới hai nước, khiến chiếc máy bay không người lái đó quay về an toàn. Tờ báo Jerusalem Post tiết lộ tên lửa Patriot từng tham chiến một số lần kể từ khi xung đột bùng phát ở Giải Gaza, nhưng phần lớn đạn đều nhận diện sai mục tiêu.
Sự thiếu hiệu quả của Patriot đã khiến IDF quyết định loại bỏ chúng và hoàn toàn sử dụng các hệ thống phòng không nội địa. Hôm 30 tháng 4, Bộ Quốc phòng Israel thông báo các tổ hợp phòng không tầm xa Patriot sẽ bị loại biên hoàn toàn trong vòng 2 tháng tới. Các đơn vị vận hành tên lửa Patriot sẽ được huấn luyện chuyển loại sang hệ thống phòng không tầm ngắn Iron Dome hoặc các hệ thống tầm xa như David Sling hay Arrow. Mặc dù giới chức Tel Aviv không tiết lộ số phận của các hệ thống Patriot loại biên, nhưng theo giới phân tích, những khẩu độ này có thể sẽ được chuyển sao cho Ukraine bằng một con đường vòng. Trong mấy ngày qua, bất chấp những kết quả yếu kém do chính truyền thông Israel công bố, Kyiv vẫn liên tục yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây chuyển bất kỳ số lượng Patriot nào để giúp lực lượng vũ trang Ukraine. Thực tế là lưới phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Nga, thậm chí là cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Ba Lan. Tướng Waderman Krizak đã từng nói rằng chiếc ô phòng không trên bầu trời Ukraine ngày càng trở nên đầy lỗ hổng. Trong khi Mỹ không còn hệ thống Patriot dư thừa nào để cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine, thì các đồng minh châu Âu đang né tránh việc chuyển giao các hệ thống phòng không hiện có của họ cho Kyiv, do lo ngại khả năng phòng thủ của chính đất nước mình sẽ bị suy yếu. Trong tháng qua, chỉ có Đức cam kết cung cấp một hệ thống cho Ukraine, còn Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ba Lan, Romania, Hà Lan và Hy Lạp đã từ chối thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào trong vấn đề này. Do đó, Kyiv đặc biệt để mắt tới các hệ thống loại biên của Israel. Giới phân tích cho rằng, Tel Aviv sẽ từ chối chuyển trực tiếp các hệ thống phòng không nước này cho Kyiv bởi nước này có quan hệ rất tốt với Moscow. Nhưng Patriot có thể sẽ đi đường vòng tới chiến trường Ukraine, do Mỹ có thể mua lại chúng và cung cấp cho lực lượng vũ trang nước này. Với việc Israel sẽ loại biên tới 10 khẩu đội, tương đương khoảng 60-80 bệ phóng, rất có thể sẽ nâng cao rất mạnh khả năng phòng không của Ukraine. Cùng với việc sẽ nhận được vài chục tiêm kích F-16 trong vòng 2 tháng tới, Kyiv dường như đang tràn đầy hy vọng sẽ tạo ra được một bước ngoặt mùa hè trong cuộc xung đột với Nga. Ngày 3 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo tuyên bố của Tổng thống Pháp về việc đưa quân tới Ukraine rất nguy hiểm. Ông Peskov nói, tuyên bố này rất quan trọng và rất nguy hiểm. Pháp, do nguyên thủ quốc gia Pháp đại diện, liên tục nói về khả năng họ trực tiếp tham gia trên thực địa và cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một xu hướng rất nguy hiểm. Trước đó, ngày 2 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với Economist, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu ra hai điều kiện để đưa quân tới Ukraine: yêu cầu của Kyiv và việc Nga đột phá trên tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện nay không có yêu cầu nào như vậy từ Ukraine. Tổng thống Macron nói, nếu Nga chọc thủng chiến tuyến của Ukraine và nếu có đề nghị từ phía Ukraine, khi đó chúng tôi cần cân nhắc đưa quân vào Ukraine. Theo ông Macron, những gì xảy ra trong hơn 2 năm chiến sự Nga-Ukraine cho thấy không nên loại trừ bất cứ phương án nào. Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm, tôi có mục tiêu chiến lược rõ ràng. Nga không thể thắng ở Ukraine. Nếu Nga thắng ở Ukraine, sẽ không có an ninh ở châu Âu. Ai có thể giả vờ tin rằng Nga sẽ dừng lại ở đó? Sẽ có an ninh gì cho các quốc gia láng giềng khác? Moldova, Romania, Ba Lan, Litva và các quốc gia khác. Do vậy, chúng ta không được loại trừ bất cứ điều gì vì mục tiêu của chúng ta là Nga, không bao giờ được giành chiến thắng ở Ukraine. Từ hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Macron đã gây tranh cãi sau khi tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine và các nước này sẽ làm mọi việc có thể để ngăn chặn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của khoảng 20 nhà lãnh đạo phương Tây nhằm thảo luận phương án hỗ trợ thêm cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan điểm của ông Macron nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo một số nước. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ, Đức, Slovakia, Ba Lan, khẳng định không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine. Nga nhiều lần chỉ trích phát ngôn của nhà lãnh đạo Pháp là nguy hiểm, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột hạt nhân nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine. Ngoài phát ngôn của Tổng thống Pháp, tuyên bố của Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 3 tháng 5 cũng vấp phải sự phản đối của Nga. Ông Cameron tuyên bố ông sẽ cấp cho Ukraine mỗi năm 3 tỷ bảng, chừng nào còn có thể, và không phản đối Kyiv dùng vũ khí do London viện trợ để nhắm vào Nga. Phản ứng với tuyên bố của ông Cameron về quyền của Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, chúng tôi nhận thấy kiểu leo thang bằng cách đưa ra những tuyên bố từ các quan chức. Chúng tôi nhận thấy điều đó ở cả cấp nguyên thủ quốc gia như Pháp và ở cấp quan chức như Anh. Đây là sự leo thang căng thẳng trực tiếp xung quanh cuộc xung đột Ukraine, có khả năng gây ra mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, cũng như đối với toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả nhận xét của Ngoại trưởng Anh là một tuyên bố rất nguy hiểm. Ông Peskov nhấn mạnh, chúng tôi ghi nhận xu hướng leo thang căng thẳng nguy hiểm trong các tuyên bố chính thức. Điều này đáng lo ngại. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Nga Dmitry Pelik tuyên bố, phương Tây từ lâu đã quyết định sử dụng tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Nga
và Cameroon đã công khai bày tỏ điều này. Chúng tôi đang không ngừng tăng cường hệ thống phòng không, sản xuất thêm các tên lửa phòng không và các trạm tác chiến điện tử. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có đủ lực lượng để phòng thủ và phản công. Ngày 2 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn với The Economist, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự GUR của Ukraine, ông Vadimsky Bisky cho biết Kiev thiếu vũ khí và binh lính có động lực, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình khó có thể xảy ra trước năm 2025. Ông Skibisky hy vọng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, trong khi lực lượng của Kiev ở thế tồi tệ để ngăn chặn điều đó. Tướng Skibisky giải thích, vấn đề của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi không có vũ khí. Tạp chí Economist đưa tin, những vấn đề về vũ khí của Kiev sẽ không được giải quyết sớm, ngay cả sau khi Mỹ phê duyệt thêm hơn 60 tỷ đô la Mỹ chi tiêu liên quan đến Ukraine. Sẽ phải mất vài tuần nữa mới có viện trợ mới đến được tiền tuyến. Bài báo cho biết, việc thiếu những người sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ cũng đang làm suy yếu nỗ lực xung đột của Kiev, bao gồm cả những người được tuyển dụng theo các quy định mới hà khắc. Ông Skibisky nhắc lại tuyên bố của Kiev rằng Moscow có ý định chiếm thành phố Chasovia ở Donbass trước ngày 9 tháng 5, thời điểm Nga kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã dự kiến Nga sẽ kiểm soát vào giữa tháng 4 năm nay và gần đây đã khoe khoang về việc ngăn cản mong muốn được cho là của Moscow. Ông Skibisky nói với The Economist, dù sao thì Nga cuối cùng cũng sẽ giành được Chasovia. Theo tướng Ukraine, ông không thấy cách nào để Ukraine giành chiến thắng một mình trên chiến trường. Mô tả tình trạng chiến sự tiếp diễn là nỗ lực của cả hai bên nhằm giành được vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Ông Skibisky tin rằng sẽ không có cuộc đàm phán có ý nghĩa nào diễn ra trước năm 2025. Moscow đã nhiều lần nói rằng, không giống như Kiev, họ sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là thực tế trên thực địa được thừa nhận. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có ý định quảng bá công thức hòa bình của mình gồm một danh sách các yêu cầu đối với Nga từ các quốc gia trung lập trong hội nghị quốc tế ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 sắp tới. Nga cho biết họ sẽ không tham gia vào hội nghị này ngay cả khi được mời. Ngày 3 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết những người tổ chức sự kiện không có ý định tìm kiếm con đường hòa bình chứ đừng nói đến việc phân tích nguồn gốc của cuộc xung đột Ukraine. Bà tuyên bố phương Tây đang tìm cách gây ra một thất bại chiến lược cho Nga hơn là chấm dứt xung đột. Trong khi chờ nguồn viện trợ mới từ phương Tây, quân đội Ukraine đang phải sử dụng nguồn đạn pháo cuối cùng để đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Những người lính Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp gần mặt trận ở Donetsk. Miền đông nước này đang chứng kiến lực lượng Nga tiến công chậm nhưng chắc trong những tuần gần đây. Họ ước có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn điều đó. Tương tự các vị trí pháo binh khác dọc theo đường liên lạc dài 1.000 km ở miền đông và miền nam Ukraine. Họ không có đủ đạn pháo cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Moscow. Hồi đầu tháng này, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, chỉ huy pháo binh Ukraine Oleksandr Kozachenko nói, nếu ở giai đoạn đầu xung đột chúng tôi bắn tới 100 quả đạn mỗi ngày, thì bây giờ bắn 30 quả trên một ngày cũng đã là một điều xa xỉ. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết thêm, đôi khi số lượng đạn pháo bắn hàng ngày dưới 10 quả, các đơn vị của Ukraine vẫn đang chờ nguồn cung từ gói viện trợ mới, trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Hiện tại, Nga có hỏa lực vượt trội hơn nhiều và đang dần tiến quân xung quanh thị trấn Avdiivka sau khi giành được thị trấn này vào tháng 2 năm nay, cũng như về phía tây Bakhmut. Ngày 28 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận tình hình ở miền đông gần đây đã trở nên tồi tệ hơn và lực lượng của ông đã rút khỏi ba ngôi làng ở đây. Những người lính ở vị trí cách mặt trận khoảng 8 km cho biết họ không biết khi nào sẽ có thêm đạn pháo đến. Thay vào đó, họ dựa vào bất cứ đồng đội nào ở phía sau chiến tuyến. Theo ông Pasi Parainen, nhà phân tích của Blackbird Group, một nhóm tình nguyện do Phần Lan điều hành chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ ở Ukraine vào năm 2024 hơn so với lực lượng Ukraine đã làm trong cuộc phản công vào mùa hè năm 2023. Các lực lượng Nga đang tập trung phần lớn các cuộc tấn công vào thị trấn chiến lược Chasovia, ngay phía tây Bakhmut và xa hơn về phía nam xung quanh Ocheretine. Các quan chức Ukraine tin rằng Nga muốn kiểm soát Chasovia trước ngày 9 tháng 5 hay ngày chiến thắng ở Nga. Nếu kịch bản đó xảy ra, các thành phố thị trấn được coi là vành đai pháo đài của Ukraine ở Donetsk sẽ bị đe dọa. Binh sĩ Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga diễn ra đều đặn nhưng thường không thể đoán trước. Binh sĩ Ukraine tên là Private Boychak nói,
Chúng tôi có thể có một đêm yên tĩnh và chỉ canh chừng, nhưng cũng có khi phải chạy 15 đến 20 lần đến vị trí đặt khẩu pháo. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận máy bay không người lái của Nga là mối đe dọa thường xuyên trong khi lực lượng của Ukraine bị dằn mỏng và ngày càng mệt mỏi. Bolchak chia sẻ, tôi muốn rời đi ít nhất một tuần và nghỉ ngơi. Một chỉ huy tiểu đoàn trong cùng lữ đoàn của Bolchak cho biết, những lợi ích chiến thuật nhỏ của lực lượng Nga vẫn chưa tạo nên lợi thế chiến lược đáng kể, nhưng Moscow có thể tung nhiều quân vào trận chiến hơn Kiev. Ngày 3 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu đài Việt Nga sau khi Moscow bị cáo buộc đứng sau loạt vụ tin tặc tấn công mạng nhằm vào Berlin hồi năm 2022. Bộ Ngoại giao Đức cho biết, chúng tôi và các đối tác sẽ không dung thứ cho những cuộc tấn công mạng, đồng thời sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn, răn đe và trả đũa hành vi hung hăng của Nga trên không gian mạng. Các cuộc tấn công được thực hiện trong một giai đoạn dài vào năm 2022. Nhóm APT-28 đã lợi dụng một lỗ hổng an ninh, khi đó chưa bị phát hiện của phần mềm quản lý email Microsoft Outlook để đánh cắp thông tin liên quan đến tài khoản. Bộ Nội vụ Đức khẳng định, ngoài SPD, nhóm tin tặc trên còn nhắm vào các cơ quan phụ trách logistics, quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ thông tin của Berlin. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cho hay, các khoảng trống an ninh cần được nhanh chóng khóa kín và chúng tôi đang thúc đẩy quá trình này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng khẳng định, các cuộc tấn công mạng của Nga là mối đe dọa với nền dân chủ của chúng tôi đang kiên quyết chống. Ngay lập tức, Đại sứ quán Nga tại Đức đã bác bỏ mọi cáo buộc do Berlin đưa ra. Cơ quan này cho hay, Đại biện Nga khẳng định mọi cáo buộc về sự liên quan của các cơ quan nhà nước Nga và hoạt động của nhóm APT-28 là vô căn cứ. Chúng tôi coi động thái của Bộ Ngoại giao Đức là bước đi thiếu thân thiện nhằm kích động tâm lý bài Nga và càng gây tổn hại quan hệ song phương. APT-28 còn có tên khác là Fansibir, đã hoạt động trên quy mô toàn cầu kể từ năm 2004, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực do thám trên không gian mạng. Đây được xem là một trong những nhóm tin tặc nguy hiểm nhất thế giới với các thành viên có kiến thức uyên thâm. APT-28 từng bị cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và nhiều tổ chức tư vấn cho chính phủ Mỹ. Nhóm còn bị nghi can thiệp vào hệ thống mạng của các cơ quan chính phủ tại Đức, Đan Mạch, Pháp. Những cuộc tấn công của APT-28 thường diễn ra trước những thời điểm nhạy cảm như bầu cử, trưng cầu dân Ý. Ngày 3 tháng 5, trong một cuộc họp báo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động tấn công nhằm vào Crimea đều sẽ thất bại và sẽ bị đáp trả nặng nề. Bà Maria Zakharova tuyên bố, tôi muốn một lần nữa cảnh báo Washington, London, Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea không chỉ chắc chắn sẽ thất bại, mà còn dẫn tới đòn đáp trả tàn khốc. Bà Zakharova cho biết, trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã sử dụng một số tên lửa tầm xa Atak do Mỹ sản xuất và được chuyển sang một cách bí mật cách đây một tháng để thực hiện các hoạt động chống lại Crimea. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả tên lửa được phóng đi đều bị phá hủy. Kiev dự kiến cũng nhận được máy bay F-16 đầu tiên, theo kế hoạch của Anh. Máy bay này cũng có thể được sử dụng trong chiến dịch phá hủy cầu Crimea. Không một hành vi tàn khốc nào của chính quyền Kiev mà không bị chú ý. Những đối tượng liên quan đang được xác định và đưa ra công lý. Theo bà Zakharova, Kiev công khai chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào cầu Crimea với sự ủng hộ từ phương Tây. Trước ngày kỷ niệm ngày chiến thắng ở Nga, chính quyền Kiev và phương Tây đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công mới trên lãnh thổ Nga và thông tin này đang được lan truyền rộng rãi qua các phương tiện truyền thông. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi đặc phái viên của Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Sergei Kilitsa đã đưa ra lời đe dọa ngầm về việc phá hủy cầu Crimea, ngụ ý rằng công trình này sẽ không tồn tại vào cuối năm nay. Trước đó, các quan chức cao cấp của Ukraine đã lên tiếng nhiều lần khẳng định việc phá hủy cây cầu qua eo biển cách là ưu tiên hàng đầu của Kiev và được xem là mục tiêu quân sự hợp pháp. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng chia sẻ với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà Ukraine rất mong muốn. Kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine vào năm 2022, nhiều quan chức và chỉ huy ở Ukraine đã đe dọa phá hủy cây cầu dài 19 km này, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar, cho rằng công trình này vô cùng quan trọng đối với quân đội Nga. Nga cáo buộc rằng lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã thực hiện hai vụ đánh bom lớn vào cầu Crimea từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào năm 2022. Bán đảo Crimea, nơi đặt trụ sở của hạm đội biển đen Nga, đã liên tục bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái. Nga đổ lỗi cho Ukraine là thủ phạm của các vụ tấn công này.
nhiều nước ủng hộ Ukraine cũng đồng tình với Kiev về việc thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Tuần trước, Đại sứ Litva tại Thụy Điển Linas Likevicius đã bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa Atak có thể dẫn đến việc phá hủy cầu Crimea. Ông thậm chí còn kêu gọi mọi người chụp ảnh với công trình này khi còn có thể. Báo Kommersant mới đây đã tiết lộ thêm về cuộc điều tra của Nga liên quan vụ nổ cầu Crimea năm 2022, trong đó có thông tin về chủ mưu vụ đánh bom. Theo đó, ngày 8 tháng 10 năm 2022, một xe tải đầy chất nổ phát nổ khi đang băng qua cầu Crimea, khiến cầu bị hỏng và khiến nhiều người thiệt mạng. Ukraine ban đầu phủ nhận đứng sau vụ tấn công, nhưng sau đó ca ngợi đây là thành công lớn đối với lực lượng đặc biệt của nước này. Kommersant, cơ quan được tiếp cận các tài liệu pháp y từ vụ án cho biết, các nhà điều tra Nga này đã bác bỏ giả thuyết ban đầu rằng vụ tấn công do tình báo quân đội Ukraine thực hiện. Thay vào đó, các quan chức Nga tin rằng vụ đánh bom do người đứng đầu cơ quan an ninh dân sự Ukraine SBU, ông Vasily Maliuk giàn dựng. Ông Maliuk được cho là đã phụ trách nhóm đặc vụ đứng sau vụ tấn công ít nhất từ tháng 3 năm 2022, thời điểm ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc SBU. Các báo cáo trước đây cho rằng chất nổ trong vụ án được ngụy trang dưới dạng cuộn phim nhựa. Theo Kommersant, Ukraine đã sử dụng nhiên liệu tên lửa rắn làm thành phần chính của thiết bị nổ tự chế này. Vụ nổ kích hoạt với một lượng thuốc nổ nhỏ, rất có thể là C4 hoặc PE8. Trong khi đó, công tác thiết bị định vị GPS kích hoạt. Thiết bị gửi tín hiệu kích nổ sau khi xe tải chở bom tới vị trí định sẵn trên cầu. Báo cáo bao gồm các chi tiết khác như mẫu xe tải các nghi phạm thuê để vận chuyển chất nổ và tài xế đã thiệt mạng trong vụ nổ. 8 nghi phạm liên quan đến vụ buôn lậu thiết bị nổ qua Bulgaria, Georgia và Armenia cũng được tờ báo nêu tên. Quá trình vận chuyển được xác định là bắt đầu vào đầu tháng 8 năm 2022. Đến ngày 4 tháng 10 năm 2022, kiện hàng tới khu vực biên giới Nga-Georgia. Sau khoảng 4 ngày được lưu giữ ở vùng Krasnodar, giáp bán đảo Crimea, kiện hàng được chất lên một xe tải do công dân Nga tên Makhi Zusubov điều khiển. Zusubov không biết bên trong kiện hàng có chứa chất nổ mạnh. Tài xế này được yêu cầu chuyển hàng tới một địa chỉ ở thành phố Simferopol, bán đảo Crimea. Giai đoạn điều tra của vụ việc này được cho là đã kết thúc vào tháng 2 năm nay. Kommersant cho biết, Văn phòng Tổng công tố Nga dự kiến sẽ hoàn tất hồ sơ vụ việc và gửi tới tòa án quân sự để xét xử vào tháng 6. Các quan chức cấp cao của Ukraine xác định việc phá hủy cầu Crimea là ưu tiên quốc gia. Đặc phái viên của Kiev tại Liên Hợp Quốc Sergei Kilisa từng đưa ra lời đe dọa về việc phá hủy cầu và hy vọng rằng sẽ không còn cầu Crimea vào cuối năm nay. Kỳ vọng của Ukraine cũng được cho là đã tăng lên nhờ việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm trung Atak gần đây. Cầu Crimea có vai trò rất quan trọng trong cung cấp nhiên liệu, thực phẩm cho bán đảo Crimea, lãnh thổ Ukraine, nhưng bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Cây cầu cũng là tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch vào Ukraine năm 2022. Nga đưa lực lượng từ Crimea đến các khu vực Kherson và một số tỉnh liên kề. Theo nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ, ông George Paros, nếu cầu Crimea bị hư hại nghiêm trọng, nó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động tiếp tế của Nga. Reuters dẫn chia sẻ của ông Paros trên mạng xã hội X. Nga sẽ chỉ còn một đường tiếp tế trên bộ là đường cao tốc ven biển trên biển Azov để duy trì hoặc sơ tán hàng chục nghìn binh sĩ Nga ở vùng Kherson, miền nam Ukraine và ở Crimea nếu như phía Kiev cố gắng làm xuống cấp hoặc phá hủy cây cầu. Ngày 3 tháng 5, Bộ Nội vụ Đức đã phát đi thông báo cáo buộc rằng cơ quan tình báo quân đội Nga GRU đã hướng dẫn nhóm tin tặc ABT-28 thực hiện các cuộc tấn công vào các máy tính thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, đảng cầm quyền tại Đức, với mục đích gián điệp. Những cuộc tấn công này đã diễn ra trong một thời gian kéo dài vào năm 2022. Nhóm APT-28 đã tận dụng một lỗ hổng bảo mật trong phần mềm quản lý email Microsoft Outlook, mà vào thời điểm đó chưa được phát hiện, để đánh cắp thông tin liên quan đến các tài khoản. Bộ Nội vụ Đức cũng đã xác nhận rằng, ngoài SPD, nhóm tin tặc này còn nhắm vào các cơ quan liên quan đến logistics, quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ thông tin của Berlin. Phản ứng trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Đức đã mời lãnh đạo phái đoàn ngoại giao của Nga tại Đức để thảo luận và làm rõ tình hình. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chúng tôi và các đối tác sẽ không cho qua những cuộc tấn công mạng, sẽ sử dụng toàn bộ những biện pháp có thể để ngăn chặn, răn đe và đáp trả các hành vi hung hăng của Nga trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng khẳng định, các cuộc tấn công mạng của Nga là mối đe dọa với nền dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi đang kiên quyết chống. Bà Faeser không quên nhấn mạnh sự cần thiết của việc phòng ngừa các cuộc tấn công mạng từ Nga, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu vào tháng 6 sắp tới.
Bà cũng thông báo rằng Berlin đang hợp tác chặt chẽ với Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để giải quyết các rủi ro tiềm ẩn. Ngày 3 tháng 5, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc xác nhận rằng các cơ quan của họ đã bị tấn công bởi nhóm tin tặc APT-28 theo cách tương tự từ năm 2023. Thông báo của Bộ này nêu rõ sự đồng lòng với Đức, EU, NATO và các đối tác quốc tế trong việc chỉ trích mạnh mẽ hành động của nhóm APT-28 do chính phủ Nga chỉ huy. Nhóm này đã triển khai các chiến dịch gián điệp mạng với các nước châu Âu trong thời gian dài. Đại diện cấp cao của EU và chính sách đối ngoại Josep Borrell nêu rõ, chiến dịch tấn công mạng đáng kinh ngạc này cho thấy việc Nga vẫn tiếp tục hành vi không chịu trách nhiệm trên không gian mạng, nhằm vào các cơ quan dân chủ, tổ chức chính phủ và các bên cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng trong EU và ngoài khu vực này. EU sẽ không chấp nhận các hành động độc ác này và sẽ làm mọi cách để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta, bảo vệ sự thống nhất xã hội và ảnh hưởng đến quá trình dân chủ. NATO cũng đã phát đi thông báo yêu cầu Moscow tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và nhấn mạnh rằng liên minh sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ các nước thành viên khỏi nguy cơ bị tấn công mạng từ Nga. Hiện tại, cả Moscow, Đại sứ quán Nga tại Đức và Cộng hòa Séc đều chưa có phản ứng nào đối với các tuyên bố trên. Trung Quốc dự định sản xuất đến 8 tàu ngầm diesel điện theo dự án Hangzhou 2 dựa trên mẫu Type 039B cho Hải quân Pakistan. Theo hợp đồng, 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2023, nhưng kế hoạch này đã không thể thực hiện. Mặt khác, tàu ngầm Hangzhou 2 đầu tiên của Hải quân Pakistan vừa mới được hạ thủy tại thành phố Vũ Hán, tại xưởng đóng tàu Guchang, và một trong những vấn đề khó khăn nhất là việc trang bị động cơ phù hợp. Thực tế, các tàu ngầm trong dự án Hangzhou 2 được thiết kế để sử dụng động cơ diesel MTU-396 của Đức, nhưng cuối cùng Berlin đã từ chối cấp giấy phép xuất khẩu. Theo Defense News, tất cả các bên liên quan đã quyết định không lên tiếng về việc sử dụng động cơ nào trên tàu ngầm Hangzhou 2 do Trung Quốc sản xuất cho Hải quân Pakistan. Hiện tại, cả Pakistan và Đức đều tránh trả lời câu hỏi về việc có thỏa thuận giấy phép xuất khẩu cho động cơ MTU-396 hay không. Và Islamabad cũng chưa làm rõ liệu họ đồng ý với đề xuất thay thế động cơ diesel của Đức bằng loại CHD620 của Trung Quốc hay không. Theo thiết kế, các tàu ngầm Hangzhou 2 sẽ trang bị động cơ đầy độc lập với không khí động cơ AIP. Và những chiếc tàu như vậy sẽ là một yếu tố đáng kể trong việc gia tăng sức mạnh quân sự của Pakistan, có khả năng phóng tên lửa hành trình đối đất. Tờ Defense News sau khi tham khảo ý kiến của cựu thủy thủ tàu ngầm Hải quân Mỹ Aaron Amick đã kết luận rằng động cơ diesel CHD620 của Trung Quốc thực chất là một bản sao dựa trên loại MTU-396. Tuy nhiên, động cơ này được lắp ráp từ các vật liệu có chất lượng kém hơn nhiều và đòi hỏi thời gian sửa chữa ngắn, chỉ vài trăm giờ hoạt động. Theo ý kiến của chuyên gia, nếu Trung Quốc thực sự lắp đặt những động cơ như vậy lên các tàu ngầm Hangzhou 2, thì đó sẽ là một thỏa thuận chưa tốt. Trong quá khứ, Trung Quốc đã phải từ bỏ hợp đồng bán tàu ngầm S-26T cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cũng vì lý do tương tự, và lịch sử nhiều khả năng sẽ lặp lại với chiếc Hangzhou 2. Quốc hội Mỹ mất đến 5 tháng để thông qua gói viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Và điều này mang đến những thiệt hại lâu dài mà các tuyến đầu của Kiev sẽ cảm nhận trong thời gian tới. Theo CNN, các lực lượng Nga đã tận dụng cơ hội hạn hán pháo binh gây trở ngại cho hệ thống phòng thủ của Ukraine từ tháng 12 năm trước để tiến lên trên mặt trận phía đông gần Avdiivka, đạt được bước tiến lớn nhất từ đầu cuộc xung đột. Những bước tiến của Moscow đã khiến các quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine cảnh báo về mối đe dọa đối với các tuyến vận tải và trung tâm ở phía đông của Kiev, nơi đang đối mặt với lực lượng hỏa lực vượt trội của Nga. Tin tức đáng buồn đến với Ukraine trước cuộc tấn công dự kiến của Nga vào cuối tháng 5 có thể đe dọa sự tồn tại của Ukraine ở khu vực Donetsk và đẩy họ gặp khó khăn lớn hơn trong việc tiến vào thành phố cảng Mariupol. Nga đã tập trung một lực lượng khổng lồ, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ yếu của Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến phía đông, nhằm vào 3 điểm chốt: trung tâm quân sự quan trọng Bobrov phía tây Avdiivka, thành phố chiến lược Chasovka gần Bakhmut và Kurakhove ở phía đông nam. Ngày 17 tháng 2 năm 2024, Ukraine thông báo rút khỏi Avdiivka, một thị trấn đã chịu đựng chiến sự suốt một thập kỷ. Tuy nhiên, Moscow không dừng lại ở đó. Trong 10 tuần tiếp theo, theo bản đồ của CNN và phân tích của nhóm giám sát Ukraine Deep State Map, lực lượng Nga dần kiểm soát từng ngôi làng ở phía tây Avdiivka, tận dụng việc Kiev không xây dựng hệ thống phòng thủ và không công khai mức độ mất mát lãnh thổ của họ trong khu vực này. Cho đến ngày 28 tháng 4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky mới thừa nhận sự mất mát của hàng loạt ngôi làng mà cấp dưới của ông đã khẳng định là vẫn còn nằm trong tình trạng tranh chấp. Theo phân tích của CNN, chỉ trong hơn 2 tháng vừa qua, lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể
và nhanh chóng nhất kể từ những cuộc tiến công gần Severodonetsk vào tháng 7 năm 2022. Việc Ukraine cuối cùng thừa nhận sự mất mát này đã gây ra sự chỉ trích công khai từ một số nhà phân tích và blogger quân sự thân Ukraine. Deep State Map, một trang web cập nhật tình hình tiền tuyến hàng ngày, cũng tiết lộ những mất mát đáng kể của Ukraine gần Avdiivka. Một trong những người sáng lập nhóm, Ruslan Mikula, chia sẻ với CNN rằng họ lên tiếng vì cảm thấy người phát ngôn của quân đội có cơ hội kiểm tra tình hình thực tế, nhưng ông ta vẫn cung cấp thông tin sai sự thật và điều này làm giảm uy tín của chúng tôi. Nga đang nắm được những ưu thế chiến lược hàng ngày ở miền đông Ukraine. Trong khi sự lo ngại về báo cáo từ phía quân đội Ukraine vẫn còn đó, ông Mikula đã chỉ ra rằng các bước tiến của Nga gần Ucheritine, một ngôi làng đã bị kiểm soát bởi Nga ở phía tây Avdiivka trong những tuần qua, đều là thành công chiến thuật cho đến nay và có thể dẫn đến thành công về mặt chiến lược. Ông cũng cho biết, trong tình hình hiện tại, sẽ rất khó để ngăn chặn đối phương vì họ đang tấn công vào những nơi mà hàng phòng ngự Ukraine chưa được gia cố đầy đủ. Ông Mikula cũng lưu ý rằng Ukraine đang thiếu các công trình phòng thủ dọc theo toàn bộ cánh trái Avdiivka. Điều này có nghĩa là các khu vực đồng bằng mở rộng hiện đang dễ bị tấn công, đặc biệt là những vị trí gần tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến trung tâm chiến lược Bobrov của Ukraine. Cập nhật hôm 30 tháng 4, từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ một loạt ngôi làng gần Bobrov. Bài phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày đã yêu cầu tăng tốc đáng kể nguồn cung cấp của phương Tây để tăng cường mạnh năng lực của binh lính chúng ta. Ông cho biết lực lượng phòng thủ của Kiev cần một sức mạnh chứng tỏ được bản thân ở hướng Bobrov cùng với các tiền tuyến nguy hiểm khác ở phía nam gần Kurakove và cả ở phía đông bắc gần Kubyang. Những bước tiến xa hơn của Nga tới Kurakove ở phần đông nam của tiền tuyến có thể gây nguy hiểm cho những lợi ích mà Ukraine từng đạt được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Ở phía bắc, Nga thường xuyên bắn phá thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, nhưng cũng đẩy mạnh tấn công dọc theo tiền tuyến gần Kubyang để tái kiểm soát vùng lãnh thổ đã được Ukraine giành lại trong một cuộc phản công chớp nhoáng vào cuối mùa hè năm 2022. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo công khai về nguy cơ đối với Chasovka, một thị trấn nhỏ nhưng có địa hình cao gần Bakhmut, nơi mà Ukraine đã mất kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Ngày 30 tháng 4, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Khotitsia Ukraine, Trung tá Naza Volosin cho biết các lực lượng Nga đang nhắm đến việc tiến dọc theo con kênh gần Chasovka và cố gắng kiểm soát nó để đạt được ưu thế chiến lược đối với các thị trấn quân sự quan trọng gần đó của Ukraine. Chia sẻ với đài truyền hình Ukraine, ông Volosin nhận định điều rất quan trọng đối với Nga là kiểm soát được Chasovka trước khi chúng tôi nhận được viện trợ nước ngoài, khi chúng tôi sẽ không còn thiếu đạn dược. Nếu họ kiểm soát được những khu địa hình cao ở Chasovka, đó sẽ là khó khăn lớn đối với chúng tôi, bởi vì Kostiantynivka, Kramatorsk, Slovyan và Drukivka sẽ ngay lập tức bị tấn công. Nếu 4 thị trấn nằm dọc theo cùng một tuyến đường cao tốc đó bị Nga kiểm soát, thì mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk của họ sẽ trở thành hiện thực gần gũi hơn nhiều. Chỉ huy của đại đội máy bay không người lái tấn công Achilles, Yuri Fedorenko, thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 92 ở khu vực đó, cho biết 2 tháng tới sẽ đánh dấu cửa sổ cơ hội cho lực lượng Nga. Ông nói rằng các lực lượng Nga đã nhận ra rằng Ukraine sẽ sớm có các trang bị phòng không và số lượng đạn dược cần thiết tập trung ở tiền tuyến. Điều này sẽ làm cho Nga không thể thực hiện các nhiệm vụ với cường độ như hiện tại. Trong một cuộc phỏng vấn với The Economist mới đây, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky đã đề cập đến kế hoạch 3 tầng của Nga nhằm gây bất ổn cho Ukraine. Theo The Economist, ông Skibitsky cho biết tháng 5 năm 2024 sẽ là thời điểm quan trọng khi Nga thực hiện kế hoạch 3 tầng nhằm gây bất ổn cho Ukraine. Yếu tố chính là quân sự. Mặc dù Quốc hội Mỹ đã thông qua việc tăng viện trợ quân sự muộn màng, nhưng viện trợ này sẽ mất vài tuần trước khi đến tiền tuyến. Ngoài ra, nguồn viện trợ sẽ không thể sánh kịp với kho đạn pháo của Nga hoặc cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả trước các loại bom dẫn đường có tính hủy diệt công nghệ thấp. Yếu tố thứ hai là chiến dịch thông tin sai lệch của Nga ở Ukraine nhằm mục đích làm suy yếu sự huy động của Ukraine và tính hợp pháp chính trị của Tổng thống Zelensky, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 20 tháng 5. Mặc dù hiến pháp cho phép gia hạn vô thời hạn trong thời chiến, nhưng các đối thủ của ông đã nêu rõ điểm yếu của Tổng thống. Yếu tố thứ ba, theo ông Skibitsky, đó là chiến dịch không ngừng nghỉ của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Họ sẽ làm xáo trộn mọi thứ bằng mọi cách có thể. Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine ông Oleksandr Syrsky bày tỏ sự lo ngại về tình hình khó khăn của quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Ông cho biết Nga đang có lợi thế đáng kể và đang tiến hành tấn công mạnh dọc theo toàn bộ đường giới tuyến, đã được thành công chiến thuật.
Ông kể ra những điểm nóng như Ivano-Skoye và Chasovya ở hướng Kramatorsk thuộc DNR. Tình hình tại các hướng Krasnoarmeysk, trước đây là Pokrov và Kurakovo cũng đang trở nên nghiêm trọng. Trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đang kiểm soát hoạt động dọc theo toàn bộ đường giới tuyến và tiếp tục đẩy lui lực lượng Ukraine ra khỏi chiến tuyến. Các khu định cư Pervomaiskoye, Bogdanovka và Novomykhailovka ở DNR đã được giải phóng. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Moscow đã nắm quyền kiểm soát hai làng Semenovka và Bekdichi. Các quan chức Ukraine thừa nhận rằng họ chỉ có thời gian ngắn để tận dụng ưu thế tên lửa Atak trước khi Nga tìm ra cách đối phó. Đầu tháng 4 năm 2023, Mỹ bí mật chuyển giao tên lửa Atak với tầm bắn 300 km cho Ukraine, giúp Kiev tấn công mục tiêu sâu trong khu vực bị Nga kiểm soát, bao gồm sân bay Dzhankoy ở bán đảo Crimea và thao trường huấn luyện ở tỉnh Lugansk. Ngày 2 tháng 5, Cố vấn Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine Ivan Stupak cho biết, Ukraine đang cần phải nhanh chóng tận dụng ưu thế của Atak. Trong bối cảnh quân đội Nga hứng chịu thiệt hại nặng và tìm ra biện pháp đối phó vũ khí mới của đối phương, ông nói, tất cả đều biết quân đội Nga có khả năng thích ứng trong thời gian ngắn. Chúng tôi còn khoảng 2 tháng để tập kích mục tiêu nhiều hết mức trước khi họ tìm ra cách đối phó. Hãy nhìn vào đạn pháo dẫn đường Excalibur cỡ nòng 155mm. Độ chính xác của chúng đã giảm mạnh từ 70% xuống còn 6% do các hệ thống tác chiến điện tử Nga. Ngày 30 tháng 4, một dấu hiệu cho thấy Moscow bắt đầu phản ứng khi quân đội Nga thông báo rằng họ đã ngăn chặn 6 tên lửa Atak, được cho là đang hướng tới Crimea. Washington và các đồng minh từng chuyển giao và cam kết cung cấp nhiều loại vũ khí hiện đại cho Kiev, bao gồm pháo vạn lực HIMARS, xe tăng chủ lực Leopard 2 và Abrams, khiến truyền thông Ukraine và phương Tây ca ngợi rằng những vũ khí này sẽ thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng không có vũ khí nào có thể mang lại chiến thắng trong xung đột và cần có một hệ thống chiến lược toàn diện hơn. Mỹ từng lo ngại việc Ukraine có thể sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gây leo thang xung đột. Sau khi chứng kiến quân đội Ukraine cạn kiệt trang thiết bị và đạn dược, đồng thời đánh mất lãnh thổ trước sự tiến công của lực lượng Nga, Tổng thống Joe Biden đã thay đổi quan điểm và quyết định cung cấp viện trợ tên lửa Atak tầm xa. Ngày 24 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận rằng số lượng đáng kể tên lửa Atak đã được chuyển giao cho Ukraine, trong khi truyền thông Mỹ cho biết Washington đã cung cấp hơn 100 quả đạn Atak tầm xa cho Kiev. Các phiên bản M-39 Block 1 và M-39A1 Block 1 của tên lửa Atak được Mỹ viện trợ cho Ukraine có những khác biệt về hệ thống định vị và tầm bắn. Phiên bản Block 1 sử dụng hệ thống định vị quá tính, trong khi biến thể M-39A1 Block 1 được trang bị hệ thống định vị vệ tinh để tăng độ chính xác, nhưng cũng dễ bị gây nhiễu và tăng nguy cơ trượt mục tiêu. Hàng loạt vũ khí dẫn đường bằng GPS, như bom Zidam, đạn pháo Excalibur và rocket HIMARS vốn được cho là có độ chính xác tuyệt vời, đã liên tục bắn trượt mục tiêu ở Ukraine do bị tác chiến điện tử Nga gây nhiễu. Chuyên gia hàng đầu của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga Stanislav Michakovic mới đây cho biết Mỹ đang cố gắng ngăn chặn hoạt động của dự án khí hóa lỏng LNG-2 Bắc Cực của Nga bằng cách triệt hạ đối thủ. Theo chuyên gia Michakovic, Mỹ đang nỗ lực hết mình để phá hủy dự án LNG-2 tại Bắc Cực vì họ xem Nga là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực này. Chuyên gia Michakovic khẳng định cả Nga và Mỹ đều sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Về mặt này, cả hai thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh lớn hơn trên thị trường dầu mỏ. Dầu của Mỹ có thể thay thế dầu thô của Nga bằng cách nào đó, nhưng đối với LNG, Mỹ có kế hoạch sản xuất nó với số lượng rất lớn. Trong 10 năm tới, Mỹ sẽ triển khai các công suất mới để hóa lỏng khí đốt tự nhiên. Cho đến nay, hoạt động sản xuất tại mỏ khí đốt cung cấp cho dự án LNG-2 ở Bắc Cực đã bị đình chỉ và người Mỹ đang cố gắng trì hoãn khả năng khôi phục dự án này càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng người Mỹ không thể hạ gục hoàn toàn ngành công nghiệp LNG của Nga. Theo ông Michakovic, chừng nào Nga có cơ sở khoa học và kỹ thuật của riêng mình thì sẽ có cơ hội phát triển và chúng sẽ được nắm bắt. Ngoài ra, Moscow có thể tận dụng được những sự ủng hộ nhất định từ bên ngoài, ví như Trung Quốc. Chuyên gia Michakovic nhận định, Nga được Trung Quốc ủng hộ, điều này khá rõ ràng. Bởi vì nếu Nga thua trong cuộc đối đầu này, Trung Quốc sẽ một mình đối đầu với phương Tây. Trung Quốc không cần điều đó, đây là yếu tố hoàn toàn cơ bản. Và với sự giúp đỡ của điều này, tôi hay nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Về vấn đề tài chính, Nga đang hưởng lợi từ xuất khẩu dầu để có thể tái trang bị công nghệ thay thế nhập khẩu và phát triển cơ sở sản xuất LNG mới về mặt tài chính. Dự án Arctic LNG 2
là dự án LNG thứ ba của Nga, dự kiến sẽ bao gồm 3 dây chuyền hóa lỏng sản xuất tổng cộng 19,8 triệu tấn LNG mỗi năm và 1,6 triệu tấn khí ngưng tụ ổn định SGC khi hoàn thành. Trước đó, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Tài nguyên Năng lượng Geoffrey Piat đã công bố kế hoạch của Washington nhằm ngăn chặn dự án LNG2 ở Bắc Cực thông qua việc áp đặt lệnh trừng phạt phối hợp với các đối tác nhóm G7 và các đồng minh khác. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo về việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 công ty và 16 tàu có liên quan đến dự án hóa lỏng khí LNG2 tại Bắc Cực của công ty Novatek của Nga. Trong số các công ty bị trừng phạt, có 2 công ty có trụ sở đặt nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa trách nhiệm giải trình đối với các thực thể cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà điều hành dự án LNG2 ở Bắc Cực. Ngày 2 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn kênh truyền hình TVP World, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU thành lập lực đoàn riêng để đối phó với diễn biến phức tạp tại khu vực khi Warsaw lo ngại kịch bản Nga có thể tấn công trong tương lai. Theo đó, ông Sikorski đã kêu gọi thành lập một lực đoàn hạng nặng gồm các lực lượng phản ứng nhanh của EU có khả năng ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng bên ngoài biên giới của khối, khi lo ngại ngày càng tăng về khả năng Warsaw bị Moscow tấn công trong tương lai. Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu Ba Lan nói nước này sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Nga tấn công. Quân đội Ba Lan cho biết trong suốt cuộc chiến giữa Moscow với Ukraine, đã có nhiều trường hợp tên lửa hành trình của Nga bắn vào miền Tây Ukraine đã đi vào không phận Ba Lan. Theo ông Sikorski, Ba Lan cũng cần chuẩn bị trong các lĩnh vực phòng thủ dân sự và an ninh mạng, ông Sikorski nói. Ngoài ra, cá nhân tôi ủng hộ việc lập ra một lữ đoàn hạng nặng, khả năng phản ứng nhanh của EU để chúng ta không phải huy động các nguồn lực của Mỹ cho mọi trường hợp khẩn cấp. Ông cho biết, lực lượng EU có thể đối phó với một số tình huống ở Ban Căng hoặc Bắc Phi. Một điều gì đó mà châu Âu có thể giải quyết mà không cần nhờ đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Mỹ. Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh rằng, việc thành lập một lữ đoàn như vậy sẽ cho phép châu Âu phản ứng ngay lập tức với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Bên cạnh đó, ông Sikorski cũng cho biết, việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng phòng thủ của châu Âu. Ông so sánh quốc phòng với bảo hiểm y tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho những mối đe dọa có thể xảy ra. Cuối tuần trước, ông Sikorski cho rằng Nga sẽ không thể thành công trong cuộc chiến với Ukraine vì chúng ta, phương Tây mạnh hơn Nga rất nhiều. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những tin đồn đoán rằng Moscow sẽ tấn công các thành viên NATO, nhấn mạnh Nga sẽ không được lợi ích gì nếu làm như vậy. Thời gian qua, Chasovia đang là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trên chiến trường Ukraine. Khi len lỏi giữa những gara dài đầy gạch vụn gần quảng trường trung tâm Chasovia, tai mắt của người chỉ huy trinh sát Ukraine dán chặt vào bầu trời giữa trưa u ám. Từ phía đông, những âm thanh không thể nhầm lẫn của cuộc giao tranh ác liệt vang lên không ngừng. Tuy nhiên, hầu hết những điều đó đang diễn ra ở khoảng cách xa, chính xác là khoảng 2,5 km, nơi lực lượng Nga tấn công khu dân cư ở rìa thành phố. Điều khiến viên chỉ huy Andriy Zanky, 41 tuổi, khó chịu hơn không phải là âm thanh của những vụ nổ, mà là của cánh quạt trên hàng trăm máy bay không người lái UAV. Cả đối phương và quân mình liên tục quần đảo trinh sát chiến trường, chỉ vào tòa nhà 5 tầng cách đó chỉ 30 mét. Anh nói, tôi không thể đưa bạn đi xa hơn được nữa. Viên chỉ huy này cho biết, thậm chí 2 ngày trước bạn có thể đi lại khá tự do giữa các tòa nhà ở đây. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, trước khi họ đánh dấu chúng tôi trên bản đồ và bắt đầu tấn công chúng tôi bằng bất cứ thứ gì họ muốn. Chỉ với 5 km bãi đất chống ngăn cách Chasovia và Bakhmut, nơi quân đội Nga đã kiểm soát được vào tháng 5 năm ngoái sau 10 tháng giao tranh ác liệt, thành phố luôn được coi là mục tiêu tiếp theo của Moscow trên mặt trận này. 2 năm trước, chính tại Donetsk, sau khi từ bỏ mục tiêu ở Kiev, Moscow đã bắt tay vào chiến lược mới là xóa sổ quân đội Ukraine thông qua lợi thế tuyệt đối về binh lính và hỏa lực. Cho đến nay, chiến lược này vẫn được giữ nguyên và đang bắt đầu phát huy tác dụng. Trước những đòn tấn công liên tục của đối phương, do bị suy giảm quân số trong các cuộc giao tranh theo vị trí bất tận, các đơn vị Ukraine vốn đang bị dàn trải quá mức, đang bắt đầu mất dần vị thế. Trong 2 tháng qua, sau khi bị cầm chân ngay bên ngoài đống đổ nát của Bakhmut trong hơn 1 năm, các lực lượng Nga đã giành được một loạt thắng lợi trên các cánh đồng và rừng rậm, đưa họ tiến lên những con phố đầu tiên của Chasovia. Phía Ukraine cho biết, hơn 20.000 quân đội Nga đã được tập trung trong cuộc tấn công vào thành phố, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gợi ý rằng
lực lượng Moscow đã được lệnh tấn công và kiểm soát thành phố trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Không nhắc đến vấn đề kỹ thuật, trận chiến Chasovia chắc chắn đã bắt đầu. Thành phố này được coi là cửa ngõ để tiến đến chuỗi 4 thành phố lớn, từ Konstantinivka ở phía nam đến Drukivka, Kramatorsk và Slovyan ở phía bắc, tạo thành xương sống cho hệ thống phòng thủ Donetsk của Ukraine. Trên bản đồ, việc xây dựng một vị trí phòng thủ ở Chasovia nằm trên đồi tương đối cao và có hàng rào phòng thủ tự nhiên là một con kênh, sẽ là một lợi thế cho Kiev. Đạn pháo rất cần thiết, đang trên đường tới Ukraine, như một phần của gói tài trợ quân sự trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ, có thể nâng cao sĩ khí của quân phòng thủ sau nhiều tháng thiếu đạn đến mức tồi tệ. Tuy nhiên, với việc nhiều lữ đoàn Ukraine bị tiêu hao nặng nề do không được luân chuyển trên tiền tuyến trong thời gian dài và việc chuẩn bị các tuyến phòng thủ kiên cố ở Donetsk bị trì hoãn, vẫn chưa rõ lực lượng của Kiev có khả năng xây dựng một phòng thủ vững chắc như thế nào, ngay cả trong những điều kiện thuận lợi hơn. Gần đây, quân đội Nga đang tăng tốc độ tấn công, tìm cách tận dụng khoảng thời gian có thể là điểm yếu tạm thời của đối phương để tối đa hóa lợi ích lãnh thổ và đạt được thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở xa hơn về phía nam gần Avdiivka. Để hiểu điều gì có thể là một bài kiểm tra áp lực quan trọng đối với quân đội Ukraine và là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến có thể sẽ diễn biến như thế nào trong mùa hè, báo Kiev Independent đã có được cơ hội tiếp cận hiếm hoi với các đơn vị chiến đấu cả ở hai bên sườn Chasovia và bên trong thành phố. Khi quay trở lại vị trí ẩn nấp thích hợp, chỉ huy Janky nói, tất nhiên chúng tôi cảm thấy sự leo thang từ phía Nga, nhưng chúng tôi đang cầm cự. Họ đang cố gắng phá vỡ phòng tuyến của chúng tôi, bây giờ chúng tôi cần phải đảo ngược. Ở phía bắc Chasovia, những cánh đồng rộng mở nhường chỗ cho khu rừng nhấp nhô, nơi vào giờ bình minh, binh lính Ukraine đang thay ca. Dưới tán lá mùa xuân tươi tốt, sáu tay súng trong trang phục ngụy trang Picel kỹ thuật số đi thành hàng một dọc theo con đường rừng tạm bợ. Mỗi người đều mang theo một bộ dụng cụ quan trọng đặc trưng cho các vị trí tiền tuyến của Ukraine, bao gồm xăng chờ máy phát điện, một cặp UAV 4 cánh, một thùng chứa đầy lựu đạn và một ít nước tăng lực. Khi họ đến vị trí và bắt đầu sắp xếp trang bị, âm thanh của trận chiến Chasovia vang lên từ bên phải khu vực của đơn vị. Những vị trí này được điều khiển bởi đội trinh sát của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 Ukraine. Đơn vị đã chiến đấu ở sườn phía bắc Bakhmut trong hơn một năm nay. Từng thực hiện nhiệm vụ của một đội trinh sát mặt đất truyền thống, giờ đây công việc của họ đều được thực hiện bằng UAV. Một đội đã sử dụng UAV thương mại của Trung Quốc để duy trì tầm nhìn liên tục về chiến tuyến, đường số 0 ở ngôi làng Bodanivka bị phá hủy. Trong khi một đội khác thực hiện các nhiệm vụ ném lựu đạn vào lực lượng Nga bằng UAV góc nhìn thứ nhất FPV, thường được kết hợp với các nhiệm vụ tự sát một chiều chống lại thiết bị và binh sĩ của đối phương. FPV cũng có thể được sử dụng để thả lựu đạn và các loại đạn tùy chỉnh khác, cho phép một chiếc UAV có thể được sử dụng nhiều lần hơn. Suốt cả ngày, phi công 28 tuổi Andriy cho UAV bay ra khỏi hầm để quan sát những con đường dài đầy mảnh vụn của ngôi làng để tìm kiếm mục tiêu. Lúc này, binh sĩ Nga đang bám sát các tầng hầm của họ, vì vậy phi công được giao nhiệm vụ phá hủy bằng từng quả lựu đạn. Khi hoàng hôn buông xuống, một khu dân cư yên tĩnh ở một địa điểm không được tiết lộ, cách xa tiền tuyến, các nhân viên y tế của lữ đoàn xung kích số 5 đang chờ giờ cao điểm bắt đầu. Dmytro Ukov, 43 tuổi, phụ trách đội ngũ bác sĩ quân y và y tế tình nguyện điều hành trạm xá này cho biết. Khi đối phương tấn công, chúng tôi thậm chí có thể dự đoán được khối lượng công việc chúng tôi sẽ phải làm. Chẳng bao lâu nữa, công việc buổi tối sẽ bắt đầu. Bị buộc vào cáng, một anh lính trẻ được đưa đến bệnh viện vì chấn thương sau khi chiếc xe bán tải của anh ta bị đánh trúng bởi một chiếc FPV. Bị bao vây bởi đội ngũ y tế được trang bị đầy đủ, trong vòng 10 phút, anh lính được bọc trong một chiếc chăn, sẵn sàng di chuyển. Nghiêng về phía trước, nữ bác sĩ tình nguyện Anastasia Chubachenko, 31 tuổi, giúp bệnh nhân bình tĩnh lại bằng cách nói chuyện nhỏ. Đến nửa đêm, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tất cả đều được sơ tán khỏi Chasovia và tất cả đều mang vết thương nhẹ do cuộc tấn công của FPV. Một bệnh nhân do Andrei Nalai cào và cầu xin được phép lái xe đến bệnh viện bằng chính chiếc xe của mình đã đến đó lần thứ hai trong vòng một tuần, Ukov nói. Mọi người ở đây sẽ nói với bạn rằng tình hình với những thương binh đã thay đổi đáng kể khi bạn so sánh những gì nó xảy ra một năm trước với những gì chúng ta có bây giờ, Ukov cho biết thêm. 90% số thương binh đi qua đây là mục tiêu của FPV hoặc đạn dược thả từ UAV. Với những con đường cũ giờ đây quá nguy hiểm để đi qua, giao thông vào trung tâm thành phố Chasovia đang bị bảo vệ. Xe HMMVKV Humvee do Mỹ chế tạo, trong đó Ukraine vận hành hàng trăm chiếc có khả năng di chuyển nhẹ nhàng trên địa hình. Trong giai đoạn này, bị chi phối bởi tầm nhìn và phạm vi của FPV, việc ngồi trên một chiếc xe bọc thép là không đủ để đảm bảo an toàn. Hầu hết các phương tiện,
đặc biệt là các mục tiêu có giá trị cao như Hùng Vĩ đều được trang bị bộ tác chiến điện tử. Theo Giang Kỳ, khi trước đó lữ đoàn mất đi những chiếc xe bọc thép nhẹ với tỷ lệ khoảng 1 chiếc mỗi ngày, thì đến nay con số này là khoảng 4 chiếc. Trong một tầng hầm chật chội, lính bộ binh 37 tuổi Andriy Buzui nhìn về phía trước với ánh mắt mãnh liệt, có vẻ như vừa tập trung vừa lạc lõng. Anh nói, ca làm việc vừa qua thật khó khăn, chẳng có gì dễ dàng cả. Khi chúng tôi đến, họ bắt đầu pháo kích vào chúng tôi ngay lập tức. Lối vào hầm bị trúng đạn, có FPV, lựu đạn và pháo binh hoạt động liên tục. Buzui cùng với Giang Kỳ chiến đấu trong lữ đoàn cơ giới số 41 cùng với các đơn vị khác để trấn giữ khu vực đô thị Chasukya. Giang Kỳ lưu ý, tình hình căng thẳng, điều đáng lưu ý là người của chúng ta, các chỉ huy của chúng ta cũng vậy. Phát biểu với Kiev Independent, các chuyên gia cũng như binh sĩ đều xác định nhân lực là vấn đề cốt lõi của Ukraine trong giai đoạn này là các đơn vị bị dàn trải quá mức và thiếu người. Trong đó, bộ binh thường chiến đấu quá lâu nhưng không được luân chuyển đến mức hiệu quả chiến đấu của họ bắt đầu giảm xuống. Bất chấp hoàn cảnh đó, hệ thống phòng thủ Chasovia của Ukraine vẫn ổn định với rất ít hoặc không có sự mất lãnh thổ nào được xác nhận ở khu vực ngoại vi thành phố trong 10 ngày qua. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Economist vào ngày 2 tháng 5, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, Thiếu tướng Vadim Stibitsky đã thừa nhận nguy cơ sụp đổ của thành trì Chasovia ở Donetsk trong cuộc chiến khốc liệt với Nga. Ông nói rằng sự sụp đổ của thành phố Chasovia, tỉnh Donetsk có thể chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, thành phố Avdiivka đã rơi vào tay Moscow sau những cuộc giao tranh khốc liệt vào tháng 2 năm nay. Chasovia hiện đang bị bao vây tương tự như Avdiivka trước đó. Ông Skibitsky cho biết, tất nhiên không phải hôm nay hay ngày mai, mà tất cả đều phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn tiếp viện của chúng tôi. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố Chasovia sau những cuộc giao tranh dữ dội. Trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vũ khí và đạn dược, lực lượng Nga đang tiến hành những động thái chiến lược gần như hàng ngày trên tiền tuyến ở phía đông nam của Ukraine. Chasovia nằm trong khu vực công nghiệp Donbass, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk, và nằm trên những ngọn đồi tạo thành một hệ thống phòng thủ tự nhiên. Việc giành chiến thắng tại Chasovia sẽ mang lại cho quân đội Nga một vị trí chiến lược để tiến hành các chiến dịch tấn công đối với Durukivka và Kostiantynivka, hai điểm quan trọng trong khu vực và cũng là một phần của hệ thống phòng thủ của các thành phố Kostiantynivka, Kramatorsk và Slovyansk ở Donetsk. Trong tháng 4 vừa qua, tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Sysky đã cảnh báo rằng Nga có kế hoạch kiểm soát Chasovia trước ngày lễ chiến thắng vào ngày 9 tháng 5. Theo các quan chức Ukraine, lực lượng Nga dự kiến sẽ tăng cường cuộc tấn công để chiếm đóng thành phố này trước thời điểm đó. Bằng cách kiểm soát Chasovia, Moscow sẽ mở ra cơ hội kiểm soát mạnh mẽ hơn trên các địa hình cao hơn và hướng mục tiêu tới các thành phố xa phía Tây. Điều này cũng sẽ cho phép Moscow kiểm soát mạnh mẽ hơn các tuyến đường cung cấp quan trọng của Ukraine trong khu vực. Ngoài ra, Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn tại gần làng Ucheritine, cách thành phố Avdiivka khoảng 15 km về phía Tây Bắc. Theo tướng Skibitsky, mục tiêu đầu tiên của Nga có thể sẽ là kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk và Lugansk. Theo nhận định của tướng Ukraine, Nga cũng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công xung quanh các vùng Sumy và Kharkov phía Đông Bắc và dự kiến đợt tấn công chính có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm nay. Các quan chức Ukraine khác cũng đã đề cập đến thời gian này. Ông Skibitsky cũng thông tin rằng lực lượng Nga tại vùng biên giới Kharkov hiện đã có khoảng 35.000 quân, nhưng dự kiến sẽ tăng lên từ 50.000 đến 70.000 quân. Tướng Ukraine nhận định tháng 5 sẽ là một tháng quan trọng vì Nga đang triển khai kế hoạch 3 lớp nhằm gây bất ổn cho Ukraine trong tháng 5. Theo ông, lớp thứ nhất là quân sự. Mặc dù Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nhưng sẽ phải mất vài tuần trước khi vũ khí đó có thể đến được tiền tuyến. Cũng theo ông, số vũ khí này khó có thể sánh được với kho đạn pháo của Nga hoặc cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả trước các loại bom dẫn đường có tính hủy diệt. Lớp thứ hai là Nga thực hiện chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch ở Ukraine nhằm làm suy yếu quyền huy động quân của Ukraine và tính hợp pháp chính trị của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trên danh nghĩa, ông Zelensky sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 20 tháng 5, song hiến pháp Ukraine cho phép gia hạn vô thời hạn trong thời chiến. Ông Skibitsky nói thêm, lớp thứ ba là chiến dịch không ngừng nghỉ của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Ông Skibitsky nhấn mạnh, họ sẽ đảo lộn mọi thứ bằng mọi cách họ có thể. Ngoài ra, ông Skibitsky cũng cho biết đến một lúc nào đó, Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Ông cho biết rằng, các cuộc đàm phán sẽ là cần thiết giống như bất kỳ cuộc chiến nào. Tạp chí The Economist nêu rõ,
Tướng Skibisky nói ông không thấy Ukraine có cách nào để giành chiến thắng trên chiến trường, ngay cả khi họ có thể đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới, trong khi đây là viễn cảnh ngày càng xa vời, họ cũng sẽ không kết thúc được xung đột. Ngày qua, căng thẳng Nga-Phương Tây tiếp tục leo thang, xuất phát từ phản ứng của phương Tây với mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Nga và Triều Tiên. Ngày 2 tháng 5, Nga đã tuyên bố rằng thông tin về việc hợp tác quân sự giữa họ và Triều Tiên là không chính xác. Nga khẳng định rằng mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng không hướng về việc chống lại các quốc gia thứ ba và không đe dọa an ninh khu vực. Trước đó, theo Reuters ngày 25 tháng 4, Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI và các hình ảnh vệ tinh đã chỉ ra rằng một tàu chở hàng Nga đã vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang Nga nhiều lần. RUSI cho biết, từ tháng 8 năm 2023, con tàu đã thực hiện 11 chuyến giao hàng giữa cảng Razin Triều Tiên và các cảng của Nga. Đáp lại yêu cầu bình luận về tàu chở hàng trên, ngày 2 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc rằng Moscow và Bình Nhưỡng hợp tác quân sự là vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đối với viện nghiên cứu RUSI của Anh, Nga không có nghĩa vụ phải giải trình về thông tin không chính xác từ các tổ chức như vậy, các tổ chức mà không ai ủy quyền hoặc trao cho chức năng giám sát. Bộ này khẳng định rằng Moscow đang xây dựng quan hệ với Bình Nhưỡng trên cơ sở lợi ích chung. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, sự hợp tác này không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba và không đe dọa an ninh trong khu vực và thế giới nói chung. Đất nước chúng tôi, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày càng chú ý đến các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an nhằm giúp giảm mức độ đe dọa. Cũng trong ngày 2 tháng 5, theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng đã tố cáo Nga vận chuyển xăng dầu tinh chế sang Triều Tiên một cách âm thầm, có vẻ như là vi phạm giới hạn được quy định trong Hiệp định buôn bán vũ khí của Liên Hợp Quốc. Theo các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên chỉ được nhập khẩu tối đa 500.000 thùng dầu mỏ tinh chế mỗi năm. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng John Kirby cho biết, chỉ trong tháng 3 năm nay, Nga đã vận chuyển hơn 165.000 thùng dầu mỏ tinh chế sang Triều Tiên. Ông Kirby cũng nhấn mạnh rằng, do các cảng thương mại của Nga và Triều Tiên gần nhau, nên Nga có thể tiếp tục thực hiện các chuyến hàng này. Phía đại diện Nga và Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa có bình luận nào về cáo buộc của Mỹ. Hồi cuối tháng 3 năm 2024, Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Bình luận về động thái của Moscow, ông Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí và dầu mỏ tinh chế giữa Nga và Triều Tiên. Ông Kirby nói thêm, trước đây chúng tôi đã phối hợp thực hiện các biện pháp trừng phạt với các đối tác của Mỹ, bao gồm Úc, Liên minh châu Âu, EU, Nhật, New Zealand, Hàn Quốc và Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Ngày 2 tháng 5, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết lực lượng Nga tiến vào căn cứ không quân 101 ở Niger, nơi lính Mỹ đang đồn trú. Tuy nhiên, người này cho biết quân nhân Nga không ở chung với quân đội Mỹ mà đang sử dụng nhà chứa máy bay nằm tách biệt căn cứ không quân 101 cạnh sân bay quốc tế Diori Haman ở thủ đô Niamey. Quan chức này nhận định, tình hình chẳng có gì hay ho, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể quản lý được. Quan chức Mỹ khẳng định không ra tối hậu thư cho Niger, tuy nhiên họ không thể đồng thời có mặt cùng với quân đội Nga tại một căn cứ. Vị quan chức nhấn mạnh, họ không làm tốt khâu tổ chức tiếp đón lực lượng Nga. Hiện Đại sứ quán Niger và Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ đưa ra bình luận về thông tin trên. Hồi tháng 3 năm nay, Niger đã yêu cầu Mỹ rút gần 1.000 binh sĩ ra khỏi lãnh thổ của họ. Ngày 19 tháng 4, Mỹ đã đồng ý với yêu cầu này. Trước cuộc đảo chính vào tháng 7 năm 2023, Niger vẫn được coi là một đối tác quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo tại vùng Sahel. Một tướng Mỹ đã được gửi đến Niger để đàm phán việc rút quân một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Hiện vẫn chưa có quyết định nào về tương lai của lực lượng Mỹ tại Niger. Tuy nhiên, quan chức đã chỉ ra rằng kế hoạch sẽ là đưa họ về căn cứ Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ tại Đức. Trong khi đó, Nga đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi, những nơi coi Moscow là một quốc gia đồng minh. Một quan chức Mỹ cho biết chính phủ Niger đã thông báo với chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc khoảng 60 binh sĩ Nga sẽ có mặt ở Niger, nhưng không thể xác minh chính xác con số này. Sau cuộc đảo chính tại Niger, quân đội Mỹ đã chuyển một phần của lực lượng từ căn cứ không quân 101 đến căn cứ không quân 201 tại thành phố Agadez. Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ còn thiết bị quân sự nào tại căn cứ không quân 101 hay không. Mỹ xây căn cứ không quân 201 ở miền trung Niger với chi phí hơn 100 triệu đô la Mỹ. Kể từ năm 2018, căn cứ được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vũ trang nhắm vào tay súng các nhánh của nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và nhánh Jamaat Nusrat
al-Islam Wars Muslimen JNIM của Ankara. Ở Mỹ, khi một tổng thống đương nhiệm tuyên bố tái tranh cử, các chính sách đối ngoại của ông trong nhiệm kỳ trước luôn là một vấn đề được cử tri quan tâm và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tới. Theo tờ The Conversation, đối với tổng thống Mỹ Joe Biden, chính sách đối ngoại của ông được đánh giá là câu chuyện khá mệt mỏi với nhiều tranh cãi từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, chiến sự Nga-Ukraine từ năm 2022, xung đột Israel-Hamas từ năm 2023 và mới đây là loạt căng thẳng giữa Iran và Israel. Câu hỏi được đặt ra là liệu các chính sách đối ngoại này trong 3 năm qua của ông Biden sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 tới. Trong tháng 8 sắp tới, Đại hội Quốc gia của Đảng Dân Chủ đề cử ứng viên của họ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tại thành phố Chicago, bang Illinois. Có vẻ như ông Biden sẽ được Đảng Dân Chủ chọn làm ứng viên của họ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại phát hiện ra những điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa đại hội sắp tới và đại hội năm 1968 cũng tổ chức tại thành phố này liên quan đến vấn đề đối ngoại. Vào thời điểm đó, các thành viên của Đảng Dân Chủ đã tới Chicago trong sự chia rẽ sâu sắc liên quan đến cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Bên ngoài phòng hội nghị, có rất nhiều người biểu tình phản đối xung đột, mong muốn ảnh hưởng đến kết quả đề cử ứng viên Tổng thống. Ở thời điểm hiện tại, cuộc xung đột của Israel tại Gaza đã tái hiện những chia rẽ tương tự trong nội bộ của Đảng Dân Chủ như cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Đảng Dân Chủ đã cho thấy những bất đồng với cách phản ứng của chính quyền Tổng thống Biden ở Gaza. Điều này thể hiện trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng tại bang Michigan hồi tháng 2 năm nay, khi hơn 100.000 đảng viên Dân Chủ đã bỏ phiếu không cam kết để gửi thông điệp tới ông Biden về việc ngăn chặn mất mát sinh mạng dân thường Palestine ở Gaza. Một cuộc khảo sát mới đây của trang web Data for Process Mỹ cho thấy khoảng 2/3 người Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Những phản ứng này được dự đoán sẽ còn kéo dài đến hội nghị Đảng Dân Chủ nếu xung đột ở Gaza không chấm dứt. Theo tờ The Conversation, việc ủng hộ của Tổng thống Joe Biden cho Israel, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng Gaza vẫn đang leo thang, đang khiến cử tri Mỹ cảm thấy ông Biden thiếu sự đồng cảm với nỗi đau của người dân Palestine. Điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho hình ảnh cá nhân của ông Biden, một nhà lãnh đạo được biết đến với lòng nhân ái. Điều này từng giúp ông thu hút sự ủng hộ cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020. Các chuyên gia dự đoán rằng đối thủ của ông Biden, ông Donald Trump, sẽ tận dụng điểm yếu này để đối mặt với nhà lãnh đạo Mỹ. Ngày 26 tháng 4, Công ty Tư vấn và Phân tích Đa Quốc gia Gallup Mỹ đã công bố số liệu cho thấy tỷ lệ chấp thuận trung bình của cử tri Mỹ về hiệu suất làm việc của ông Biden trong quý thứ 13 của mình tại Nhà Trắng chỉ đạt mức 37,8%, mức thấp nhất trong 9 đời Tổng thống Mỹ gần đây. Ông Biden đang phải đối mặt không chỉ với thách thức về giá dầu từ căng thẳng ở Trung Đông mà còn từ mặt trận Nga-Ukraine. Hồi tháng 3 vừa qua, tờ Financial Times trích dẫn các nguồn tin cho biết chính phủ của ông Biden đã yêu cầu các lực lượng Ukraine kiềm chế việc tấn công vào cơ sở hạ tầng bên trong Nga, đặc biệt là các kho lưu trữ và đạn lọc dầu của Moscow, do lo ngại về việc giá năng lượng sẽ tăng cao. Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm một phương thức tiếp cận phù hợp cho Ukraine trong bối cảnh tình thế khó khăn. Việc tấn công hạ tầng năng lượng có thể là lựa chọn hợp lý cho Ukraine trong cuộc chiến không đồng đều với một đối thủ được trang bị vũ khí mạnh mẽ như Nga. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại nguy cơ cho triển vọng chính trị của Tổng thống Joe Biden. Ngày 2 tháng 5, điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cho biết Nga đang nhận thấy các diễn biến cả trong nước và quốc tế có lợi cho mình, nên sẽ có thể sẽ tiếp tục chiến dịch tập kích ở Ukraine. Theo bà, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để cản trở khả năng điều động vũ khí và quân đội của Ukraine, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng và buộc nước này phải xem xét đàm phán. Bà Haines nói, các chiến thuật ngày càng dữ dội của Nga như tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine nhằm tạo ấn tượng với Ukraine rằng việc tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho Ukraine và không dẫn tới con đường chiến thắng hợp lý nào. Nhưng chiến thuật có thể sẽ tiếp tục và xung đột khó có thể kết thúc sớm. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nga đang tăng cường độ tấn công trong thời gian Ukraine cạn kiệt vũ khí, đạn pháo và phải chờ thêm viện trợ từ phương Tây. Báo Economist dẫn lời Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Vadim Skibitsky nhận định, tháng 5 là tháng quan trọng khi Nga thực hiện kế hoạch 3 lớp nhằm gây bất ổn cho Ukraine. Theo ông, lớp thứ nhất là quân sự. Mặc dù Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nhưng sẽ phải mất vài tuần trước khi vũ khí có thể đến được tiền tuyến. Cũng theo ông, số vũ khí này
khó có thể sánh được với kho đạn pháo của Nga, hoặc cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả trước các loại bom dẫn đường có tính hủy diệt. Lớp thứ hai là Nga thực hiện chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch ở Ukraine nhằm làm suy yếu cuộc huy động quân của Ukraine vì tính hợp pháp chính trị của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trên danh nghĩa, ông Zelensky sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống ngày 20 tháng 5 sắp tới, song hiến pháp Ukraine cho phép gia hạn vô thời hạn trong thời chiến. Ông Skibitsky nói thêm, lớp thứ ba là chiến dịch không ngừng nghỉ của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Tướng Ukraine nhấn mạnh, họ sẽ đảo lộn mọi thứ bằng mọi cách họ có thể. Trong cuộc phỏng vấn, tướng Skibitsky nói thêm, ông không thấy cách nào để Ukraine có thể một mình giành chiến thắng trên chiến trường, ngay cả khi Ukraine có thể đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới. Một viễn cảnh ngày càng xa vời, thì điều đó cũng không thể chấm dứt xung đột. Theo ông, những cuộc chiến kiểu này chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Tạp chí The Economist viết, tướng Skibitsky nói, ông không thấy Ukraine có cách nào để giành chiến thắng trên chiến trường, ngay cả khi họ có thể đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới, trong khi đây sẽ là viễn cảnh ngày càng xa vời, họ cũng sẽ không kết thúc được xung đột. Những cuộc chiến như vậy chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Hiện tại, cả hai bên đang tranh giành vị thế thuận lợi nhất trước các cuộc đàm phán tiềm năng. Ông Skibitsky dự đoán, các cuộc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là vào nửa cuối năm 2025. Ngày 3 tháng 5, trong một phát biểu đưa ra tại cuộc họp báo ở Honolulu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lên tiếng sau khi truyền thông đưa tin các nhân viên quân sự Liên bang Nga đã tiến vào một căn cứ không quân nơi quân đội Mỹ đồn trú ở thủ đô Niamey của Niger. Theo đó, ông thấy không có vấn đề gì đáng kể vì quân đội Nga không được quyền tiếp cận với nhân viên hoặc thiết bị của Mỹ. Ông Austin nói, căn cứ không quân 101 nơi có lực lượng của chúng tôi là một căn cứ không quân của Niger nằm cùng với một sân bay quốc tế ở thủ đô Niamey. Quân đội Nga đang ở trong một khu phức hợp riêng biệt và không có quyền tiếp cận lực lượng Mỹ cũng như không có quyền tiếp cận thiết bị của chúng tôi. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông luôn tập trung vào sự an toàn cũng như việc bảo vệ các binh sĩ quân đội và hiện tại ông không thấy có vấn đề gì đáng kể liên quan đến việc bảo vệ lực lượng Mỹ ở căn cứ không quân 101. Trước đó, hôm mùng 2 tháng 5, đài CNN đăng tải tiết lộ của một quan chức quốc phòng Mỹ rằng quân đội Nga và quân đội Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần. Điều này dẫn đến tình huống quân đội hai nước Nga và Mỹ ở gần nhau cùng thời điểm căng thẳng giữa hai bên về xung đột ở Ukraine và Niger đã nói rõ rằng họ muốn lực lượng Mỹ rời đi. Các nguồn tin cho biết quân đội Nga đã sử dụng một nhà chứa máy bay riêng biệt trong căn cứ không quân 101 ở Niger, nơi binh sĩ Mỹ vẫn hiện diện. Căn cứ không quân 101 nằm đối diện sân bay quốc tế Diori Hamani ở thủ đô Niamey của Niger. Ngày 22 tháng 4, Lầu Năm Góc xác định Mỹ bắt đầu đàm phán với Niger về việc rút hơn 1.000 binh lính khỏi quốc gia châu Phi này. Niger vốn là căn cứ quan trọng cho các hoạt động tấn công trong khu vực. Vào tháng 3 năm nay, chính quyền quân sự Niger thông báo sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ. Sự hiện diện của Mỹ tại Niger trong gần một thập kỷ tập trung vào các hoạt động chống các cuộc tấn công cực đoan, bao gồm huấn luyện quân đội Niger và hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức cực đoan quốc tế nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Jamaat Nusrat al-Islam Wal Muslimin, một nhánh của Al-Qaeda. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger vào tháng 7 năm 2023. Sau sự kiện này, Niger cũng đã yêu cầu lực lượng Pháp rời đi và chuyển hướng hợp tác với Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Niger đã đồng ý tăng cường quan hệ quân sự vào tháng 1. Ngày 11 tháng 4, truyền thông Nga đưa tin Moscow đang gửi thiết bị và 100 sĩ quan đào tạo tới Niger. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 5, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói rằng hy vọng là trong tuần này, Mỹ sẽ cử một phái đoàn đến Niger để thảo luận thêm về việc rút quân ở quốc gia châu Phi này. Mỹ vẫn đang cố gắng thuyết phục chính phủ Nigeria cho phép các chuyến bay quân sự ra vào nước này. Trong diễn biến khác, quân đội Mỹ đã rút khỏi một căn cứ quân sự của Pháp ở Chad sau khi nước này vào tháng trước yêu cầu họ rời đi. Hơn một nửa lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô N'Djamena của Chad hiện đã rời khỏi đất nước và chuyển đến Đức. Ngày 2 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF đã đăng một đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát cá mập phát hiện tổ hợp phòng không tầm trung Buk M1 của Nga ẩn nấp gần rặng cây tại tỉnh Sumy, miền Bắc Ukraine. Sau đó, lực lượng này triển khai UAV cảm tử cánh bằng, dường như là dòng nội địa Ram-2 hoặc Wamed do Ba Lan cung cấp, tập kích xe chở nạp đạn đang mang 6 quả tên lửa của tổ hợp, khiến nó phát nổ dữ dội và tạo ra cột khói lớn. Phi đội vận hành của Nga đã sử dụng vòi phun nước để cố gắng dập tắt đám cháy, nhưng không thể ngăn chặn nhiên liệu trong các quả đạn bị kích hoạt, dẫn đến một vụ nổ thứ cấp làm cho chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Video không cho thấy xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar Tela của tổ hợp Bắc M1 gần đó hứng chịu thiệt hại sau vụ tấn công. Tuy nhiên, SOF cho biết rằng phương tiện này đã bị hư hại, có thể là do ảnh hưởng từ vụ nổ xảy ra bên cạnh.
Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Đây là lần thứ hai SOF chia sẻ video tập kích thành công tổ hợp tên lửa Bắc M1 Nga tại tỉnh Sumy trong 3 ngày qua. Ngày 30 tháng 4, đội trinh sát không lực của họ phát hiện một chiếc xe Tela của tổ hợp Bắc M1 đang ở trạng thái sẵn sàng để phóng. Vì vậy, họ triển khai UAV tấn công khiến nó mất khả năng di chuyển. Sau đó, lực lượng Nga đã điều một chiếc Tela khác đến để kéo chiếc xe bị tấn công về căn cứ. Tuy nhiên, SOF tiếp tục triển khai UAV để tấn công chiếc xe giải cứu, gây ra một vụ nổ và tạo ra một cột khói lớn. Hiện chưa rõ thiệt hại cụ thể của cả hai chiếc xe. Bắc M1 là biến thể nâng cấp của tổ hợp phòng không Bắc. Được biên chế cho quân đội Liên Xô từ đầu những năm 1980, tổ hợp Bắc M1 có thể bao gồm xe chỉ huy, xe radar, Tela và xe chở nạp đạn. Phá hủy các tổ hợp tên lửa và làm suy yếu năng lực phòng không Nga là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Ukraine, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ngày 1 tháng 5, phát ngôn viên không quân Ukraine Ilya Yevlak cho biết Kiev có thể sẽ được bàn giao những chiếc F-16 đầu tiên vào ngày 5 tháng 5, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể vì thời hạn này đã bị thay đổi nhiều lần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng mẫu tiêm kích này sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga, song giới chức phương Tây và các chuyên gia cảnh báo nó không phải là vũ khí kỳ diệu, có thể thay đổi cục diện chiến trường cũng như dễ dàng bị các hệ thống phòng không của Nga nhắm mục tiêu. Mới đây, hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã bị hạ gục sau khi xuất hiện đoạn phim cho thấy một bãi tập ở khu vực Lugansk phía đông Ukraine bị hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp nhắm mục tiêu. Theo đó, tình nguyện viên của Geo Confirmes, một tài khoản OceanX trước đây là Twitter, lần đầu tiên chia sẻ một video về cuộc tấn công. Theo nguồn tin, đoạn phim cho thấy một cuộc tấn công ATACMS của Ukraine với 4 ATACMS, trong đó có một chiếc đánh vào khu huấn luyện của Nga ở Moni Akivka của tỉnh Lugansk. Dựa trên đoạn phim, tổn thất sẽ là đáng kể. Mỹ gần đây đã bí mật gửi cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tới 300 km. Cho đến thời điểm hiện tại, Điện Kremlin chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo. Tài khoản tình báo nguồn mở Osin Techiko cho biết đoạn clip cho thấy lực lượng Ukraine tiến hành tấn công vào khu huấn luyện của Nga bằng bộ 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật M-39 ATACMS do Mỹ cung cấp. Tài khoản tiết lộ, ít nhất một ATACMS đã tấn công trực tiếp vào một nhóm hơn 100 binh sĩ Nga, trút xuống họ hàng trăm quả bom M-74 APAM. Bên cạnh đó, tài khoản này cũng chia sẻ hình ảnh tĩnh về một nhóm binh sĩ tập trung tại khu vực trước cuộc tấn công. Ngày 1 tháng 5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã nêu bật đoạn phim trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ISVK, Kiev gần đây đã tấn công một khu huấn luyện quân sự của Nga cách chiến tuyến khoảng 80 km ở phía sau Lugansk. ISVK nhận định, đoạn phim định vị được công bố ngày 1 tháng 5 cho thấy lực lượng Ukraine đã tấn công một khu huấn luyện của Nga ở phía tây nam, Moni Aivka, có thể bằng 4 ATACMS và được cho là đã khiến hàng trăm quân nhân Nga thiệt mạng. Trong một bản cập nhật ngày 2 tháng 5, quân đội Kiev cho biết lực lượng Moscow đã tổn thất hàng nghìn binh sĩ trong 24 giờ. Các ước tính về con số thương vong khác nhau, trong đó con số của Ukraine thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Moscow hiếm khi chia sẻ thông tin về số lượng thương vong trong cuộc chiến. Hồi tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hàng nghìn binh sĩ đã tử trận kể từ khi xung đột bắt đầu. Tương tự, Kiev không tiết lộ số lượng thương vong trong cuộc xung đột. Một đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ bị rò rỉ vào tháng 4 2023 cho biết Ukraine có hàng trăm người bị thương và hàng nghìn người tử trận. Ngày 2 tháng 5, trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin ông ngủ gật khi tham gia dự phiên tòa hình sự tại bang New York xét xử cáo buộc ông chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn trước thềm bầu cử năm 2016. Theo tạp chí Newsweek, ông Trump hiện đối diện 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao nữ Stormy Daniels, dù ông bác bỏ mọi cáo buộc. Ngày 15 tháng 4, trong ngày đầu tiên của phiên xét xử với việc chọn bồi thẩm đoàn, có một số nhà báo tham dự cho rằng ông đã ngủ gật. Nhà báo Maze Haberman của tờ The New York Times viết trên blog trực tiếp của tờ báo rằng ông Trump dường như đang ngủ, đầu ông ấy cứ gục xuống và miệng trễ xuống. Sau thông tin trên, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden lập tức phản pháo vì ông Trump hay gọi đương kim Tổng thống là Joe ngáy ngủ. Trong động thái phản ứng, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình bác bỏ thông tin trên và khẳng định mình đang tập trung. Ông Trump viết, trái với truyền thông tin giả, tôi không ngủ gật trong cuộc săn lùng phù thủy. Tôi chỉ khép đôi mắt xanh xinh đẹp của mình đôi lúc, lắng nghe cao độ và ghi nhận tất cả. Trong phiên tòa ngày 2 tháng 5, một đoạn băng ghi âm về cuộc trao đổi được phát khi cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump nói với ông về việc chi tiền cho ngôi sao Daniel. Thẩm phán John Merchan nghe tranh luận về 4 phát ngôn của ông Trump
bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm phát ngôn liên quan vụ án, trong đó có việc ông chỉ trích vụ án và những thành viên Đảng Dân Chủ mà ông bị nghi ngờ liên quan. Tuy nhiên, ông Merchan chưa đưa ra quyết định về các vi phạm đó. Trước đó, ông Merchan đã phạt ông Trump 10.000 đô la Mỹ vì hành vi không tôn trọng và vi phạm lệnh cấm phát ngôn trong các trường hợp khác. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 6 đến 8 tuần. Thẩm phán Merchan buộc ông Trump phải hiện diện nên chính trị gia này hôm 1 tháng 5 đã tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi để vận động tranh cử tại các bang Wisconsin và Michigan. Trong khi đó, ông Merchan đã cho phép ông Trump dự lễ tốt nghiệp của con trai Barron vào ngày 17 tháng 5 tới.